Chào mừng bạn đế với bộ truyện Luyện ngục chi kiếp tại website nữ hoàng truyện com hay kênh youtube chị Google đọc truyện truy cập website nữ hoàng truyện com để nghe chuyện MP3 nhanh hơn. Rồi chúng ta bắt đầu nghe nội dung bộ truyện từ chương 161 đến chương 170. Chương 161, huyền quy tiến hóa phương thức đệ nhất phong, 18 tầng. Số 56 động phủ, Hàn Đình sau khi trở về, ngồi tại một tấm đồng dạng chiếc ghế bên trong, suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem đỉnh đầu vách đá căn này động phủ bố cục cung cấp trên bàng kiên gian kia cơ hồ chính là giống nhau như đúc nàng biết tại nàng phía trên trong động phủ bàng kiên giờ phút này có lẽ ngồi tại nàng ngồi qua trên chiếc ghế kia cũng có thể là tại trên bồ đoàn trong tay hẳn là còn nắm vuốt nàng lưu lại lệnh bài hàn đình nỗi lòng hỗn loạn sờ lên có chút nóng lên gương mặt nàng không nhịn được nhớ tới lúc trước Vị kia lạnh lẽo cứng rắn thanh niên lấy đầu ngón tay khoác lên bả vai nàng cảm thụ. Cho dù nàng sốt ruột phía dưới, chủ động chút bỏ y phục khỏa đoàn ở trước ngực, đem toàn bộ sáng bóng phía sau lưng hiển lộ. Người kia đầu ngón tay cũng không có nhúc nhích chút nào. Lạnh nhạt thanh niên cũng không có lấy đầu ngón tay hoặc bàn tay chạm đến nàng thụ thương chi địa, càng không có đụng vào nàng phần lưng còn lại vị trí. Từ đầu đến cuối, đầu ngón tay kia liền quy củ khoác lên trên bả vai nàng một chút xíu cản rỡ đường đột cử động đều không có, người này. Sợ là đối với ta một chút ý nghĩ đều không có. May mắn sau khi, Hàn Đình lại hơi có chút thất lạc. Những năm gần đây, nàng mấy lần cùng tán tu tổ đội thăm dò cấm địa, đi bắt cao đẳng giai hung thú, dị thú. Thường thường, đều sẽ bởi vì nàng cực kỳ đáng chú ý tư thái, dẫn phát một chút không cần thiết mâu thuẫn hút mắt. Nàng cân nhắc lần trước sự kiện, sau đó ý thức được phía kia nàng coi là muội muội đối đãi đồng bạn, sở dĩ đối với nàng thống hạ sát thủ có lẽ cũng là bởi vì vị muội muội kia phương tâm ám hứa đối tượng một mực thèm nhỏ dãi thân thể của mình quen thuộc nam tính tán tu tràn ngập xâm phạm ý vị ánh mắt nàng tại người kia ngón tay giữa đầu dựng vào bả vai lúc kém chút nhịn không được động thủ gạch dưới nếu không có đối phương chuyển vận lực lượng quả thật có thể giúp nàng chữa thương nói về sau nàng mặc dù giả bộ chấn định tự nhiên nội tâm vẫn có chút khẩn trương sợ đối phương thừa cơ làm ra chuyện khác người gì tới không nghĩ tới đối phương ngay cả một chút xíu vượt qua tiến hành đều không có thượng giới con em thế ra đại tông môn nhân có lẽ ánh mắt đều tương đối cao đi hàn đình tự diếu cười một tiếng nàng chợt tĩnh tâm vận chuyển lực lượng xem xét tự thân thương thế khôi phục trình độ ngô ánh mắt của nàng bỗng dưng sáng lên nàng bén nhạy cảm thấy được không chỉ có thổ thương chỗ hỏa độc còn có rất nhiều ăn mòn huyết nhục độc tố cũng bị thanh trừ không ít liền ngay cả trong cơ thể nàng một chút trước kia trọng thương lưu lại ám tật tựa hồ cũng bị đối phương chuyển vận thần kỳ lực lượng biến mất đối phương ngón tay dựng lấy bả vai đến sau lưng thụ thương ở giữa khu vực từng bị từng sợi thần kỳ lực lượng bơi qua những cái kia thần dị lực lượng chỗ lướt qua tạng phủ gân mạch ám thương đều bị lặng yên chữa trị thật thần kỳ thủ đoạn hàn đình kinh thán không thôi thượng tầng đóng lại cửa đá bằng kiên an vị tại hàn đình lúc trước ngồi chiếc ghế nhìn xem một viên hắc thiết lệnh bài Lệnh bài chính diện chỉ khác một chữ mãng nhìn mấy lần, không có phát hiện có chỗ đặc biệt gì, hắn liền đem lệnh bài thu hồi, nhắm mắt ngưng thần cùng vân trạch bên trong cây nhỏ câu thông. Ta cần chất chứa sinh mệnh tĩnh năng lực lượng, Bàng Kiên truyền lại tiếng lòng đi qua, cây nhỏ cơ hồ tại trong khoảnh khắc làm ra đáp lại. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, Bàng Kiên cũng cảm giác màu xanh biếc trở thành nhạt, sinh mệnh tính năng sắp trôi qua sạch sẽ ba mảnh lá cây, một lần nữa biến thành bích ngọc giống như màu xanh lá hay là ngươi nhất làm ta yên tâm. Bàng kiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Hàn Đình y theo thời gian ước định chạy đến. Bàng kiên theo nếp bào chế địa, đem từng sợi sinh mệnh tinh năng rót vào trong cơ thể nàng, trợ giúp nàng giải độc chữa thương. Còn không biết tên của ngươi, Hàn Đình sửa sang lấy y phục, ngay trước mặt bàng kiên âm thầm cảm ứng một phen, có chút ngượng ngùng nói ra. Còn không có khỏi hẳn, khả năng, còn muốn hai ba ngày thời gian. Bàng kiên nhẹ gật đầu, không có tâm tình gì hăng hái nói ra. Ta sẽ giúp người triệt để thanh trừ độc tố còn sót lại. Ngày mai, đã đến tào lão quái tổ chức hội nghị thời gian, có thể Lạc Hồng Yên vẫn không có hiện thân. Dưới loại cục diện này hắn lười nhắc cùng Hàn Đình nói thêm cái gì. Người cũng coi là ân nhân của ta, ta muốn biết tên của ngươi. Gặp bàng kiên một bộ không muốn phản ứng nàng tư thế, Hàn Đình trong lòng tức giận, nói. Thế nào, từ thượng giới xuống thì ngon a à, cái này đều ngày thứ ba, ngay cả danh tự cũng không chịu nói. Bàng Kiên, nói ra tên thật về sau, Bàng Kiên chỉ chỉ cửa đá, đạm mạc nói. Nhớ kỹ giúp ta đóng cửa lại, Hàn Đình âm thầm cắn răng, suy nghĩ một chút, nàng hay là Kiên chỉ nói. Bàng Kiên, miếng lệnh bài kia là ta lấy 500 linh thạch hối đoái. Mặc dù ta từng đưa ra qua, trong tay của ta còn có đồng giá 10.000 linh thạch tài vật, có thể những cái kia tài vật chỉ là cho tào lão quái dưới chướng nhìn, cũng không có giao cho tào lão quái. Bàng kiên không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem nàng. Chính là, lệnh bài kỳ thật chỉ trị giá 500 linh thạch, cảm giác bị khinh thị hàn đình, hầm hư mà nói. Ta vốn chuẩn bị 8, 9 ngàn linh thạch, dự định vào ngày mai tìm kiểm chữa thương giải độc thánh dược. Người lấy lực lượng của người cùng thủ đoạn, mỗi ngày chữa thương cho ta giải độc, ta cảm thấy chiếm đại tiện nghỉ, cho nên. Nha, bàng kiên nghe rõ, trên mặt hắn lạnh nhà thiếu một chút, thản nhiên nói. Tào lão quái hội nghị cũng không phải chỉ có một ngày, người có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ, hẳn là bổ ta bao nhiêu linh thạch, người dù sao nhớ kỹ tiếp tế ta là được rồi. Tốt, tốt đi, Hàn Đình đứng lên, dáng dấp hiểu điệu ra số 56 động phủ, lại bồng một tiếng từ bên ngoài đem cửa đá đóng lại. Có mau bệnh, bàng kiên cau mày cô, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, nữ nhân này đến cùng sinh chính là cái gì khí. Rõ ràng chính mình chữa thương cho nàng, cũng rõ ràng là nàng đưa ra muốn bồi thường, chính mình sảng khoái đáp ứng về sau, nàng vì sao hầm hừ đóng sập cửa. Không nghĩ ra liền không muốn, bàng kiên lần nữa cùng vân trạch cây nhỏ câu thông, thời gian nháy mắt ba mảnh lá cây sói mòn sinh mệnh tinh năng, liền bị cây nhỏ cho tràn đầy. Bởi vì cây nhỏ tại đệ tứ giới, hắn mặc dù không có chỉ hoãn quá lâu, hay là không thể tránh khỏi có mấy phần mỏi mệt. Khoảng cách, hay là bởi vì khoảng cách, không có an thần đan có thể dùng hắn, vì bảo trì tâm thần tỉnh lực đổi giao, gần nhất thật lâu không cùng đệ ngũ giới phản cốt tử trao đổi. Huyền Quy cách gần nhất, nhìn xem nó tỉnh không có. Tâm niệm vừa động, hắn lại cùng Huyền Quy thành lập cảm ứng. trọt hắn liền bị một màn hình ảnh chấn kinh, tại Bang Nham đảo Tân Thăng Tiên thiên cảnh về sau, liền không có cùng Huyền Quy câu thông hắn, đột nhiên phát hiện khối kia Huyền Quy thâm tàng không biết tên toái địa, lại xuất hiện tại một khối khác toái địa phía dưới. Tối nay sắc trời không tốt, không có trăng tròn treo cao, cũng không quần tỉnh lấp lóe. Ở vào tầng mây thật dày bên trong một khối tiểu hào toái địa, lo lửng tại một khối khá lón toái địa phía dưới, tiểu hào toái địa nội thiên địa linh khí phát sinh rõ ràng dị động, sâu trong lòng đất ẩm ẩm rung động. Một đạo màu vàng quang biệt, như bị tiểu hào toái địa hấp xả lấy, đang từ cấp trên cỡ lón toái địa dưới đáy, bị ngạnh sinh sinh rút ra đi ra. Cỡ lớn toái địa mặt ngoài, có sông núi tại sụp đổ, đại địa đã nứt ra rãnh sâu hóm. hưu đến từ cỡ lớn toái địa màu vàng quang điện, lặng yên biến mất đến tiểu hào toái địa chỗ sâu trong lòng đất, chỉ gặp tiểu hào toái địa một tòa trụi lùi thạch phong, bỗng nhiên rượu ra nhàn nhạt kim quang. Nó, đây là hấp xả, khoáng mạch, đoán được xảy ra chuyện gì bàng kiên, một cái giật mình phá vỡ nội tâm yên tĩnh, cùng huyền quy lập tức gãy mất cảm ứng. Trong động phủ, bàng kiên bỗng nhiên từ bồ đoàn đứng lên, ngay tại trong phòng đi tới đi lui. Linh mạch, khoáng mạch, linh mạch có thể thai ngén linh thạch, linh ngọc, thậm chí là linh tinh. Khoáng mạch, căn cứ thuộc tính khác biệt, có thể thai ngén kim diệu thạch, địa viêm thạch, thủy phách thạch loại hình hiếm có khoáng thạch, đều là chân quý tu hành tài nguyên. Quyền quy, tên là Đại Địa Chi Linh, có thể hấp xả cái khác toái địa khoáng mạch. Nhìn như tiềm ẩn tại toái địa bất động, nguyên lai nó có thể khống chế lấy toái địa, lấy nó toái địa tìm kiếm khoáng mạch hấp xả. Nó động thiên phúc địa tạo nên, nó tự thân đột phá vào dai, tựa hồ cũng nghỉ lại tại đây như phát hiện đại lục mới bàng kiên, u ám thật lâu tâm tình, thoáng sáng một chút. Một lát sau, hắn bình phục một phen tâm cảnh, lần nữa cảm ứng huyền quy. Lần này, hắn nhìn thấy khối kia tiểu hào toái địa, đã quỷ quỷ túy túy từ phía dưới tầng mây bay đi. Bàng kiên đột nhiên liền biết, phía trên cõ lón toái địa bên trong, một đầu mảnh khảnh màu vàng khoáng mạch cứ thế biến mất. Về sau, khối kia toái địa bên trong trong quạng mỏ, sẽ không còn thai ngén kim thuộc tính khoáng thạch. Giờ phút này, đặt vào một cái mạch khoáng huyền quy lại trở nên mệt mỏi muốn ngủ nó đều không có cùng bàng kiên hảo hảo giao lưu một phen liền chủ động cùng bàng kiên cắt đứt cảm ứng cái này chẳng lẽ chính là nó một loại tiến hóa phương thức bàng kiên âm thầm ngạc nhiên đêm đó một mực suy nghĩ thực giới đằng cùng huyền quy kỳ diệu hắn cũng không ngưng thần tĩnh tu ngày thứ hai sáng sớm hàn đình sáng sớm liền thùng thùng gõ mỏ hắn cửa đá dương dương đắc ý dơ lên một viên lệnh bài nói ta lấy được một viên mới lệnh bài, cố ý đến mang người cùng một chỗ tham dụ. Mặt trời mới mọc, có hào quang chiếu dọi xuống tới. Nguyên mãng toái địa bên trong, từng tòa tuấn bạt ngọn núi, phảng phất bao phủ tại thần huy vàng óng bên trong. Bước ra động phủ bằng kiên, nhìn qua trên mặt hiện ra hào quang màu vàng óng hàn đình, hít một hơi thật sâu sáng sớm không khí mát mẻ, khẽ gật đầu một cái. Hội nghị lập tức liền muốn mở ra, mà Lạc Hồng Yên từ đầu đến cuối chưa hiện, hắn hay là ở vào một loại kiềm chế trạng thái hoặc là huyết nguyệt hoặc là chính là âm linh miếu hắn hoài nghi lạc hồng yên biến mất cũng là bởi vì cái này hai đại tông phái thế lực hắn muốn thông qua tham dự hội nghị nhìn xem huyết nguyệt âm linh miếu người sẽ lấy thái độ gì đối đãi hắn từ đó phán đoán nhằm vào lạc hồng yên cùng người của hắn là ai dùng cái này đến xác nhận địch nhân thân phận tiểu ca một đêm không ngủ cao nguyên mặt ủ mày trao địa thôi mở động cửa phủ nhìn xem dáng người bốc lửa Hàn Đình sáng sớm liền xuất hiện tại Bàng Kiên trước cửa cũng không có trêu chọc tâm tình giống như Bàng Kiên lạc Hồng Yên biến mất làm hắn cũng áp lực như núi Cao Nguyên lo lắng cửu nguyên không còn bận tâm hai tỷ đệ thân Phật tùy ý tìm cái có hoặc an bài cá nhân liền đem hắn giết đi dù sao lạc Hồng Yên giết Lăng Vân tán nhân mà Bàng Kiên chặt Chu Nguyên hy đầu hai người này đều cùng cửu nguyên quan hệ tốt mà hắn thì là lấy người trèo thuyền thân Phật mang theo hai tỷ đệ bốn chỗ bay lượn tỷ ngươi cao nguyên hỏi thăm bàng kiên lắc đầu cao nguyên thở dài một tiếng liền một lần nữa lùi về động phủ đối với hội nghị đều không có toát ra hứng thú bàng kiên cũng không để ý hắn mà là đứng tại động phủ trước con đường bằng đá hành lang nhìn xem từ hắn hai bên trái phải trong động phủ lục tục đi ra không ít tán tu có chút tán tu lẫn nhau quen biết ra động phủ ngay tại nói chuyện với nhau mặt lộ chờ mong còn có tán tu thần thái lạnh nhạt vừa rời đi động phủ liền dọc theo thềm đá, hướng đệ nhất phong chỗ cao leo lên. Bàng kiên quan sát đến bốn phía cùng trên dưới, phát hiện ở tại phía dưới những cái kia tầng người, cũng đều rời đi động phủ, nắm một viên tê. Ham dự lệnh bài, dọc theo khác biệt trên thềm đá núi. Nơi xa, không ít không có tại đệ nhất phong vào ở, mà là đợi ở trong vân phàm, có thể là trong núi U Cốc đám tán tu, cũng từ các phương hướng phía đệ nhất phong tụ tuôn. Tại bàng kiên trên đầu, Tầng 19 đi lên trong động phủ, cũng có không ít quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi, Cao Đàm khoát luận lấy rời đi. Chương 162, tông phái, thế gia, tán tu, con đường bằng đá chỗ, tán tu, thế gia, tông phái. Bàng Kiên nhìn qua từ các phương thò đầu ra người tu hành trầm ngâm. Thông qua hồi trước Lạc Hồng Yên giảng thuật, còn có gần nhất cùng Cao Nguyên đối thoại, hắn đại khái biết rõ đệ tam giới tu hành tình huống. Đệ tam giới, thế lực cường đại nhất dĩ nhiên chính là Liệt Dương tông. Huyết Nguyệt, Hồng Sơn, Tinh Hà Minh, cùng âm linh miếu cái này ngũ đại tông phái. Sau đó, chính là cái gọi là thế gia. Đệ tam giới những thế gia kia, phần lớn cắm dễ tại càn thiên cùng huyền u hai cái đại lục, tu kiến thành chỉ quản khống lấy phàm nhân bách tính. Thế gia, phụ thuộc vào tông phái. Các đại thế gia bên trong, phàm là có thiên phú tu hành tử đệ, đều sẽ hướng các đại tông phái chuyển vận. Tông phái các trưởng lão, trừ thông qua thế gia hấp thu môn nhân bên ngoài, cũng từ thế ra khống chế thành chỉ chọn lựa người thích hợp mới. Hạ giới tai họa bộc phát về sau, đệ tam giới các phương tông phái thế lực, chỉ là tại đông đảo toái địa sớm bố trí. Không có gì ngoài ý muốn, đến từ hạ giới thất đại gia tộc người tu hành, hắn là đều sẽ bị an bài tại toái địa bên trong, mà không phải màu mỡ cản thiên, huyền u hai đại lục địa. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì đệ tam giới những thế gia kia, không cho phép đệ tứ giới thất đại gia tộc, đi cản thiên, huyền u hai khối đại lục cùng bọn hắn cướp đoạt tài nguyên. Tại tông phái cùng thế ra phía dưới, thì là tán tu. Không có thể vào được các đại tông phái pháp nhãn, cũng không phải thế ra xuất thân người tu hành, bị thống nhất gọi là tán tu. Tán tu tại đệ tam giới địa vị, không chỉ có thấp hơn các đại tông phái, cũng không kịp thế ra xuất thân người tu hành. Đương nhiên, như tào máng, lôi khôn giống như danh chấn thiên hạ cao cảnh đại tu, tự nhiên là coi là chuyện khác. Khó trách viên phi hạ chàng thảm như vậy, cao nguyên không có một chút cảm giác an toàn. Bàng kiên suy nghĩ ngàn vạn, nhìn xem núi liền không dứt người tham dự bọn họ, đang từ không cùng vị trí leo núi. Hắn rất nhanh phát hiện chiếm cứ cái khác ngọn núi, xuất từ liệt dương tông, tinh hà minh, huyết nguyệt giống như nhân vật cường thế, cũng không có sốt ruột đến đệ nhất phong. Hắn lập tức đoán được, mấy ngày trước đây hội nghị, hẳn là hấp dẫn không được những người kia. Quan sát một phen, đang chuẩn bị leo núi bàng kiên, đột nhiên ý thức được cùng hắn bắt chuyện qua hàn đình, dĩ nhiên thẳng đến không có lên tiếng. Nghi ngờ quay đầu nhìn lại, hắn liền lưu ý đến Hàn Đình tràn đầy oán giận ánh mắt, như ngừng lại một nhóm năm người trên thân. Đó là bốn nam nhất nữ, bọn hắn nhìn xem cũng là tán tu, đang từ đệ nhất phong cái khác u cốc, cầm trong tay lệnh bài do tầng thứ nhất bắt đầu leo núi. Năm người xem ra cũng là muốn tham dự hội nghị, một người cầm đầu lưu dâu ngắn, mặc áo bào màu xanh, mày rậm mắt to, nhìn xem cũng liền ngoài ba mươi. Người này bên hông treo lơ lửng túi chữ vật, vừa đi bên cạnh cùng bên cạnh một cái nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn cười nhẹ nói chuyện. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn rất có vài phần tư sắc, chỉ là dáng người hơi có vẻ khô quắt, còn lâu mới có thể cùng hàn đình nóng nảy so sánh. Nàng nhìn qua nhu nhu nhược nhược, cùng nam tử áo xanh lúc nói chuyện, còn thỉnh thoảng che miệng hàm xúc cười khẽ. Ba người khác kéo ở phía sau, lẫn nhau nói chuyện, hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá phụ cận tán tu. Gặp được quen biết sẽ xa xa gật đầu cười chào hỏi. Hàn Đình che kín oán giận ánh mắt, một mực đi theo năm người, lực chú ý đều tại một chuyên này trên thân, cho nên không có gấp leo núi. Bàng Kiên như có điều suy nghĩ, Bàng Kiên, mượn dùng một chút động phủ của ngươi, Hàn Đình nhẹ cắn ra, ân một cái, không đợi Bàng Kiên đáp ứng, nàng liền đẩy khai thạch cửa tiến vào bên trong, chợt lại từ giữa bộ khóa trái. Một lát sau, đổi một thân màu lam nhạt váy bảo Hàn Đình, lược thi phấn trang điểm từ động phủ bước ra, nàng lấy đai lưng thắt chặt khít vòng eo, phụ trợ nàng thân trên đường cong càng khoa trương. Nàng tự nhiên dối tung tóc dài đen nhánh, cũng lấy tinh mỹ châm gài tóc cố định, đem tấm kia tràn ngập dụ hoặc diễm lệ khuôn mặt hoàn toàn hiện ra. Đi, nàng chủ động dắt bàng kiên, đi tầng 19 bên trong một cái, từ đỉnh núi một mực kéo dài hướng chân núi thềm đá. Mà thềm đá này, cũng không phải là cách bàng kiên động phủ người gần nhất. Thoáng chờ ta một hồi. Hàn Đình lấy cầu khẩn ngữ khi nói ra, Bàng Kiên thần sắc lạnh lùng nhẹ gật đầu. A, à, Hàn Đình, đây không phải Hàn Đình sao? Nghe nói người nuốt riêng trương bân thu hoạch của bọn hắn, bị thương chạy trốn tới đệ nhất phong, người không biết trương bân cũng tới sao? Đứng tại thềm đá chỗ bất động Hàn Đình, bị trên đường leo núi quen thuộc tán tu sau khi thấy, không ngừng có người mở miệng chào hỏi. Một bên Bàng Kiên chú ý tới tuyệt đại đa số nam tính tán tu, đều là lấy tràn ngập sắc dục ánh mắt tại Hàn Đình dẫn lửa dáng người bên trên lưu luyến quên về. Có một bộ phận nữ tu, đang nhìn giống như khách khí Hàn Huyên lời nói phía sau, phần lón lại tràn ngập ác ý. Hàn Đình thản nhiên tự nhiên, nàng hiển nhiên sớm thành thói quen như vậy, ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích, mặc cho người khác đi chỉ trích. Thẳng đến, bị nàng từ đầu đến cuối gấp trăm trăm năm người, dọc theo đầu này thềm đá leo núi, cũng ở phía dưới xa xa nhìn thấy Hàn Đình sau. Hàn Đình khí tức, lúc này mới có hơi bất ổn, bình tĩnh tâm cảnh rõ ràng loạn. Đinh tỷ, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, tại thềm đá phía dưới, sợ hãi nhẹ giọng chào hỏi. Bản đi ở phía trước nàng, không khỏi núp ở hậu phương, để cái kia giữ lại dâu ngắn nam tử áo xanh tiến lên. Tỷ, ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Hàn Đình hé miệng, âm dương quái khí nói ra, ta trọng thương liền bái người ban tặng, mà diễm hỏa lưu độc trưởng bản này pháp quyết, hay là ta tìm tới cho ngươi. Nhưng ta vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, người sẽ trộn lẫn đông đảo kịch độc chi vật, đem diễm hỏa lưu độc trưởng đập vào trên người của ta, hay là thừa dịp ta không sẵn sàng. Đinh tỷ, người đừng ngậm máu phun người nha, rõ ràng là ngươi muốn độc chiếm tất cả thu hoạch, mới, phương hâm lắc đầu nhẹ giọng giải thích. Người làm qua cái gì, chính ngươi tâm lý nắm chắc. Hàn Đình lạnh lùng nói, leo lên thềm đá kẻ leo núi, rất nhiều người bởi vì bọn họ tranh chấp dừng lại, tò mò trông lại. Phía trên rất nhiều con em thế gia cũng không có gấp đi lên leo lên cũng là nhiều hứng thú nhìn xem trận này phát sinh ở tán tu ở giữa bạo động nhỏ nữ tử kia dáng người thật mê người a à. Ừm, dung mạo tuy không phải tuyệt đỉnh tư thái lại có thể khiến người ta chảy nước miếng đáng tiếc chỉ là tán tu không có cái gì tông phái căn cơ xuất thân bối cảnh kém một chút không ít thế ra đệ tử soi mói hàn đình bên cạnh thanh niên áo đen người có thể nhận ra dừng bước lại trương bân bất động thanh sắc Nhẹ giọng đối với phía sau Phương Hâm nói ra, "Ta nhưng từ không nghe ngươi nói qua, nàng có dạng này tán tu bằng hữu." Phương Hâm thầm than một tiếng, nàng biết Trương Bân đối với Hàn Đình hay là chưa từ bỏ ý định, nhìn thấy Hàn Đình bên cạnh đột nhiên nhiều một người nam tử, Trương Bân cái gì cũng không hỏi, trước hết hỏi thăm nam tử thân phận. "Không biết, trước kia cũng chưa từng thấy qua." Phương Hâm liếc qua, vị kia cao hơn Hàn Đình ra một đoạn, cũng so tầng 19 tuyệt đại đa số tán tu kích cỡ cũng cao hơn ra một chút thanh niên áo đen. Cao lớn tinh luyện thể phách, lạnh lùng mà cứng rắn khuôn mặt, nổi bật lên một đôi trầm tĩnh đôi mắt, nhìn qua chỉ có 1 tuổi thanh niên áo đen, để Phương Hâm vô ý thức lấy ra cùng Trương Bân so. So sánh, nàng cũng cảm giác Trương Bân bề ngoài khí chất tựa hồ không kịp đối phương, cũng may. Trương Bân là tiên thiên cảnh hậu kỳ, sắp đột, phá đến động huyền, khác đều vô dụng, chỉ có tinh xảo cảnh giới tu vi mới là thực sự một mực đều tại cùng Hàn Đình âm thầm so tài phương hâm, dưới đáy lòng hừ hừ, biểu hiện vẫn như cụ yếu đuối nhát gan. Ta có chút sợ sệt nàng trèo lên cành cao, mượn lực lượng của người khác, đối với chúng ta trả thù. Trương Bân hơi nhướng mày, châm trước một sát na, hắn chợt tiếp tục leo lên thềm đá. Rất nhanh, hắn đã đến Hàn Đình trước người, thật sâu chìm ánh mắt trước trên người bàng kiên du đãng một vòng, lúc này mới nói với Hàn Đình. Bị người cầm lấy đi những vật kia, chỉ cần ngươi y theo ước định số định mức sẽ thuộc về chúng ta bộ phận kia giao ra chúng ta sẽ không làm khó ngươi ta kém chút chết rồi cái này cũng có thể để sẽ không làm khó hàn đình giật giật khóe miệng cười khẩy nói đừng làm bộ dạng này trương bân trong lòng ngươi suy nghĩ gì cho là ta nhìn không ra đồ vật cùng người của ta ngươi là dự định cùng một chỗ muốn đối với a trương bân lắc đầu nói không thèm nói nhiều với ngươi hắn dẫn đầu dọc theo thềm đá hướng lên ha ha, đồ vật cùng, người, vậy mà đều muốn a à. cũng không thành vấn đề, tán tu ở giữa tranh đấu chém giết, từ trước đến nay chính là như thế tàn khốc không điểm mấu chốt. Đổi ta, khả năng chỉ là đòi người, đồ vật cái gì cũng không đáng kể. Đi 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 đi, không có gì tốt đùa giỡn nhìn đi. Cấp trên con em thế ra, không có chút nào thèm quan tâm hàn đình, trương bân những người này cảm thụ, một phen cao giọng bình luận về sau, cảm thấy không có ý gì mới nhao nhao lên núi hàn đình không động nàng liền đứng tại chỗ không nói tiếng nào nhìn xem phương hâm nàng nhìn xem phương hâm nửa đường đổi một thềm đá cùng mặt khác ba cái cũng thèm nhỏ dãi thân thể nàng tán tu cùng một đường dần dần hướng đệ nhất phong chỗ cao mà đi hộ sau khi hít sâu một hơi hàn đình lúc này mới đối bàng kiên nói không có ý tứ chậm trễ thời gian của ngươi để cho ngươi chế giễu bàng kiên lắc đầu lại không nói bất luận cái gì nói tán tu thông qua con em thế ra đối thoại Trương Bân cùng Phương Hâm ngôn ngữ cùng thần sắc, hắn biết đại khái xảy ra chuyện gì, cũng đối đệ tam giới đám tán tu tình huống có một chút hiểu rõ. Hai người chợt cũng dọc theo thềm đá leo núi, trên đường, không biết nghĩ cái gì Hàn Đình không tiếp tục mở miệng nói chuyện, có tâm sự Bàng Kiên cũng là một đường trầm mặc. Đến tầng thứ 35, hai người lấy ra lệnh bài về sau, liền đi tới Nguyên Mãng đệ nhất phong. Vừa đến đỉnh núi, Bàng Kiên liền nghe đến tiếng ồn ào, nhìn thấy mấy trăm tên tới trước người làn mát tại từng cái khu vực nói chuyện với nhau, còn không có đợi hắn nhìn kỹ, quy củ, hai người đều hiểu được a. À. Lệnh bài nhớ kỹ muốn một mực đặt ở trên thân thuận tiện người của chúng ta lắng nghe các ngươi đối thoại. Mỗi một khoản giao dịch đạt thành, bất luận ngươi là mua nhà hay là người bán, đều muốn cho ra số giao dịch một phần mười. Mặt khác phía trước ba ngày nội bộ giao dịch chàng cũng không mở ra, các ngươi chỉ có thể ở ngoại bộ. Một thanh âm ngọt ngào nữ tử áo trắng ngồi tại thềm đá này cuối mục trong tháp hướng phía bàng kiên cùng hàn đình giới thiệu quy củ ta hiểu ta cũng không phải lần thứ nhất tham dự hàn đình vội vàng nói vậy là tốt rồi nữ tử mặc áo trắng gật đầu cười bàng kiên lúc này mới chú ý tới tại phụ cận còn có rất nhiều mộc tháp phía trên đều ngồi thống nhất cô gái mặc áo trắng các nàng chính hướng những cái kia từ phía dưới kéo lên đi lên người tham dự giảng thuật quy tắc rất nhiều người tham dự liên tiếp gật đầu nghe rất là chăm chú sợ lỗ hổng cái gì những người này rõ ràng đều là lần thứ nhất tham dự như vậy thịnh hội. Tại thông hướng chân núi trên thềm đá, còn có càng nhiều quần áo phục sức khác biệt người tu hành, như bảy kiến giống như hướng đỉnh núi mà tới. chương 163, đỉnh núi thịnh hội nguyên mãng đệ nhất phong, từng tòa chất gỗ kết cấu cung điện, tọa lạc tại trong đỉnh núi hương Hôm nay trời trong gió nhẹ, gió mát thổi nhẹ quét, để cho người ta thích ý chỉ muốn tùy ý tìm cái địa phương, thưởng. Thức đỉnh núi cảnh đẹp, đứng tại nguyên mãng đỉnh cao nhất, có thể tầm mắt bao quát non sông địa, quan sát bốn bề càng nhiều tú lệ ngọn núi, có thể rõ ràng nhìn thấy xương mỏng lượn lờ tại hẻm núi khe núi. Ba năm một lần, ta lại tới. Hàn Đình sáng sủa cười một tiếng, trong mắt lộ ra giạt rào hào hứng. Bàng kiên im lặng không lên tiếng dò xét bốn phía. Hắn nhìn thấy, tại đỉnh núi bóng loáng bằng phẳng nham thạch bên trên, sắp đặt rất nhiều thờ người nhập vạ bồ đoàn. Mỗi một cái bồ đoàn phía trước, đều là trưng bày một cái dùng để trưng bày vật phẩm sàn gỗ. Đông đảo sàn gỗ, bồ đoàn ở giữa, lại có mười mấy cái mộc tháp, cao mấy trượng mộc tháp phía trên, ngồi ngay thẳng từng cái chung với tảo lão quái nữ tử áo trắng. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, bàng kiên phát hiện vây quanh mộc chất cung điện, hiện lên hình khuyên tản mát bồ đoàn, sàn gỗ lại có mấy trăm nhiều. Không ít hơn tới tán tu, tùy ý tìm một cái bồ đoàn, sau khi ngồi xuống liền đem dự định chào hàng linh tài, bảo tinh, viên đan dược, pháp quyết cùng dụng cụ, cho trưng bày tại phía trên sàn gỗ. Dự định mua sắm linh tài tán tu, thì là tại từng cái sàn gỗ trước chậm chạp tiến lên, ánh mắt dao động không chừng bốn chỗ lắc lư. Lưu ý một chút, bàng kiên liền âm thầm ngạc nhiên, đám tán tu người mua cùng người bán thân phận cũng không cố định. Có tán tu bản ý là muốn mua linh tài, đợi cho nửa ngày không thấy được cảm thấy hứng thú, liền tùy ý tìm một cái bỏ trống bổ đoàn tọa hạ, đem vật mình không cần để đặt tại sàn gỗ bán ra. Cũng có, lúc đầu chính chào hàng linh tài tán tu cho thấy xa xa phía trên sàn gỗ đột nhiên bày ra chính mình cần thiết linh tài lập tức đem đồ vật của mình thu hồi chủ động đi qua tìm chủ quán hỏi thăm giá cả mỗi một cái tán tu còn có đến từ thế gia tử đệ trong tay đều cầm có khắc chữ mãng lệnh bài phàm là có một vụ giao dịch đã định giao dịch xong phương liền sẽ thông báo tới gần một tháp bên trên những cái kia nữ tử mặc áo trắng riêng phần mình giao nạp một thành linh thạch lệnh bài tồn tại một tháp bên trên tuần sát các phe nữ tử áo trắng, tựa hồ chính là vì bảo đảm người tham dự sẽ không tự mình giao dịch. Không có gấp loạn động bàng kiên, dần dần chú ý tới không có gì huyết nguyệt, âm linh miếu người, chỉ có tán tu cùng con em thế ra ẩn hiện. Thế là hắn liền thấp giọng hỏi thăm Hàn Đình, trước ba ngày chính là như vậy, đây là bởi vì giao dịch vật giá trị không cao, ngay cả nội bộ trợ giao dịch đều không mở ra. Nhiều lần đã tham gia Hàn Đình, chỉ chỉ những cái kia chất gỗ kết cấu lâu vũ, nói chờ phía sau 3 ngày, đến chợ giao dịch bên trong, mới có giá trị liên thành đồ tốt dần dần hiển hiện. Tại ngày cuối cùng, tào lão quái sẽ lấy ra hắn thu thập kỳ chân dị bảo, để mua người lấy rút thăm phương thức cầm tới. Bàng kiên nghi ngờ nói, rút thăm, không phải người trả giá cao được, ừm, chính là rút thăm, tào lão quái tổ chức thịnh hội, khả năng hấp dẫn nhiều như vậy tán tu, còn có các nhà người các phái tới, cũng là bởi vì hắn lấy sau cùng ra kỳ chân dị bảo, cũng không phải là người trả giá cao được, mà là hoàn toàn dựa vào vận khí. Hàn Đình nở nụ cười xinh đẹp, không quen lấy châm gài tóc buộc tóc nàng, có chút mất tự nhiên bó lấy bên tai toái phát, tiếp tục nói: "Nếu thật là người trả giá cao được, một dạng tại đệ tam giới hiếm thấy dị bảo hiện thế, chẳng phải là mãi mãi cũng là bị huyết nguyệt, Liệt Dương Tông, Tinh Hà Minh những người kia cầm tới." Nói đến nơi đây, Hàn Đình mắt lộ ra mấy phần kinh ý. Tào lão quái chính mình cũng là tán tu, cho nên mới cho tán tu một cái cơ hội hắn ngày cuối cùng lây ra dị bảo đều sẽ trước đó đánh dấu giá tốt muốn người liền rút thăm rút đến liền lấy hắn đánh dấu tốt giá cả mua xuống ngũ đại tông phái người tới các đại thế gia các quyền quý cũng không có đặc quyền đánh vỡ quy tắc không có khả năng lấy giá cao cưỡng ép mua hắn làm như thế cũng là vì để đám tán tu có thể lấy tương đối không cao giá cả cầm tới chính mình cấp thiếu linh tài hàn đình kiên nhẫn giải thích hắn hảo tâm như vậy chẳng lẽ không có ý định kiếm tiền Bàng kiên kinh ngạc, thông qua phía trước 6 ngày, mọi người chính mình giao dịch, hắn đã kiếm lấy đủ nhiều linh thạch. Hàn Đình lườm hắn một cái, vì đó giải hoặc, cũng bởi vì hắn ngày cuối cùng xuất ra dị bảo, thường thường giá trị cực cao, lại lộ ra phi thường công bằng, hắn 3 năm một lần đại hội giao dịch, mới có thể để mọi người xu thế chỉ như theo đuổi. Trước 6 trời, mỗi một khoản giao dịch hắn rút ra hai thành, cái này đã để hắn kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hàn Đình có chút hâm mộ, nhìn xem từng tòa chất gỗ kết cấu lâu vũ, lại nói. Thông qua 3 năm một lần đại hội giao dịch, tào lão quái thu hoạch linh thạch, cũng đủ để thỏa mãn ngày khác thường tu hành cần thiết. Sau khi nghe xong bàng kiên nhẹ nhàng gật đầu, tiếp xuống liền cùng hàn đình hai người cùng một đường, xuyên thẳng qua tại từng cái quầy hàng ở giữa. Trong lúc đó, hắn chú ý tới tên là Trương Bân Tán Tu, khi thì lấy ý vị sâu xa ánh mắt, liên tiếp nhìn về phía hắn cùng hàn đình. Mỗi lần Trương Bân nhìn qua, Hàn Đình đều vô tình hay cố ý, cách hắn gần hơn một chút, tựa hồ là lấy loại phương thức này cố ý buồn nôn Trương Bân. Rất nhanh, bàng kiên tại một cái quầy hàng chỗ, nhìn thấy có tán tu bán ra từng khối phóng thích ra ánh mặt trời tảng đá. Phía trên tảng đá có đánh dấu nhật tinh thạch, hắn lập tức nhớ tới đệ ngũ giới nữ tử dị tộc, đối với loại khoáng thạch này cực độ khát vọng, liền dừng lại nhìn kỹ. Nhật tinh thạch hết thảy bảy khối, tổng giá trị 2.000 linh thạch, phía dưới còn có một loạt chữ nhỏ, miêu tả nhật tinh thạch thưa thất cùng công dụng. Bàng kiên không để ý công dụng, cũng mặc kệ nó như thế nào thưa thất, do so dự một chút, liền hướng ngồi tại trên bồ đoàn chủ quán biểu thị muốn mua lại. Tiểu huynh đệ rất biết hàng A, mập lùn chủ quán cười lên, cao hứng bừng bừng hướng lấy gần nhất một cái mộc tháp bên trên nữ tử áo trắng ngoắc. Ta bên này thành một bút, trọt hắn liền lôi kéo bàng kiên, đi vào nữ tử áo trắng kia phía dưới, đưa lên 200 linh thạch. Nữ tử áo trắng mỉm cười tiếp nhận, vừa nhìn về phía bàng kiên. Biết quy củ bàng kiên, cũng lấy ra 200 linh thạch, làm giao dịch rút thành trước cho mộc tháp bên trên nữ tử áo trắng, lại lấy ra 2 linh thạch, cùng mập lùn chủ quán đổi lấy 7 khối nhật tỉnh thạch. Cầm tới linh thạch chủ quán trực tiếp thu quán, từ người bán biên thành người mua, đi khác quầy hàng mua hắn đã sớm chọn chúng linh tài. Hắn bán ra 7 khối nhật tỉnh thạch, chính là vì có thể cầm tới 2 linh thạch, tốt đổi lấy hắn chọn chúng vật. Đáng chết, lưu ý hắn động tĩnh Bàng kiên, nhìn thấy hắn đột nhiên dậm chân chửi mắng. Lúc này mới bao lâu, ta chọn chúng thiên pháp quyết kia liền không có. Lúc này, Hàn Đình bỗng nhiên kỳ quái hỏi, người muốn nhật tỉnh thạch làm cái gì, giống như chỉ có liệt dương tông người, mới có thể đối với loại khoáng thạch này có đặc biệt nhu cầu. Bàng Kiên không có trả lời, tiếp tục tải từng cái quầy hàng ở giữa du đáng. Sau đó không lâu, hắn lại nhìn thấy đệ ngũ giới nữ tử dị tộc nhu cầu lôi kích mộc, kim diệu thạch, cũng lấy trong tay linh thạch tiến hành mua. Vẹn vẹn một canh giờ, trong tay hắn chừng ba ngàn linh thạch, còn có hai mươi khối linh ngọc liền đã hao hết. Tại hắn vòng tay chữ vật bên trong, trừ kinh thức thương, dương đồng, còn có những lôi kích mộc kia, kim diệu thạch cùng nhật tinh thạch bên ngoài, cũng chỉ còn lại có mười ba khối linh ngọc. Cho dù một khối linh ngọc, có thể hối đoái một trăm linh thạch, hắn cũng liền chỉ còn lại có một phẩy ba không không khối linh thạch. Mà lúc này, hắn lại thấy có người chào hàng an thần đan. Một bình an thần đan, bên trong có 10 viên viên đan dược, yết giá, 3.000 linh thạch. Trong tay hắn những linh ngọc kia, ngay cả một bình an thần đan đều mua không xuống, cái này cũng chưa tính tảo lão quái rút thành. Đứng tại đó cái quầy hàng trước mặt, bàng kiên ngừng chân bất động, nửa ngày mới nói. Ta nhớ được, người đã nói muốn lấy linh thạch bồi thường ta. Bản ý là tới tìm cầu chữa thương giải độc thánh dược hàn đình, bởi vì thương. Thế từng ngày địa biến tốt, ngược lại là không có đặc biệt mục đích cùng truy cầu, nghe vậy kinh ngạc nói. Người muốn an thần đan, bàng kiên nhẹ gật đầu, tốt a, à, hàn đình hừ một tiếng, đối với tặc nghi thử nhãn nhìn nàng hỏa bạo dáng người nửa ngày chủ quán nói. Một bình an thần đan, hiện tại liền muốn, được, cao gầy chủ quán vội vàng đứng lên, cùng nàng cùng đi đến tới gần mộc tháp. Riêng phần mình trước cho ra 300 linh thạch về sau, Hàn Đình lại lấy ra gấp 10 lần linh thạch, đem bình này an thần đan bỏ vào trong túi, lại giao cho bàng kiên hôm nay liền đến nơi này. Một cẩm tới an thần đan, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết bằng kiên, liền không có tiếp tục đi dạo tâm tình. Người lần thứ nhất tham dự, cấp tốc mua sắm mấy thứ đồ, liền qua loa kết thúc. Hàn Đình kinh ngạc, nàng còn nhớ rõ nàng lần thứ nhất tham dự, trọn vẹn lắc lư đến trời tối, tại những cái kia nữ tử áo trắng phát biểu khu trục lúc, nàng mới niệm niệm không thôi rời đi. Nàng rất rõ ràng, bây giờ chào hàng vật phẩm chủ quán, xuất ra đồ vật chưa hắn chính là toàn bộ còn có không ít du đáng giả, trong tay cũng có đồ tốt đè xuống không thả, những người kia có thể sẽ tại bất luận cái gì một khác, ngồi xuống liền lấy ra làm cho người hai mắt tỏa sáng bảo vật. Trong tay ta tương đối gấp, nhìn thấy đồ vật muốn, cũng không có linh thạch mua sắm. Bàng kiên thản nhiên nói, Hàn Đinh ngẩn người, thầm nghĩ thượng giới thế gia tử đệ, trên thân ai không có mấy vạn linh thạch a? À? Gia hỏa này, bất quá mới bỏ ra mấy ngàn linh thạch, liền đã xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch rồi. Do dự một chút, Hàn Đình hảo tâm nói, ta có thể mượn ngươi một điểm. Không cần, bàng kiên lắc đầu, vậy thì tốt, ngươi đi về trước đi, ta lại bốn chỗ đi dạo. Hàn Đình cũng không miễn cưỡng, ừm, bàng kiên nhưng không có theo nàng đi dạo ý tứ, trực tiếp từ đỉnh núi rời đi, dọc theo thềm đá liền hướng mình động phủ đi đến. Tầng 19, số 56 động phủ, đóng lại sau cửa đá, bàng kiên trước nuốt vào một viên an thần đan, sau đó mới bắt đầu cùng phản cốt tử thành lập cảm ứng. Phản cốt tử tầm mắt chậm rãi hiện ra, một tôn toàn thân bọc lấy thật dày hàn băng hung thú, ngã xuống trong vũng máu của chính mình, máu tươi của nó bẩy biện ra kỳ dị màu lam nhạt. Lam nhạt trong máu, lại còn có nhỏ bé băng tỉnh, như sao vụt bay lóe sáng. Phản cốt tử, giờ phút này liền phủ phục tại tôn này khổng lồ hung thú thi hải chỗ, tham lam nâng ly lấy băng hàn máu hung thú dịch. Có sáu đôi cánh chim trắng noãn thiên tộc nữ tử, ở một bên ôn nhu mà nhìn xem nó, nói khẽ trận này ủy khuất ngươi, ngươi nhìn ngươi cúng, gầy gò, huyết mạch tiên giai đều dừng lại. Đều tại ta, ta thật là đần, hắc ám cự nhiêm làm sao có thể ăn cỏ nha. Ôn đói khát nuốt máu hung thú dịch phản cốt tử, cảm giác hít hầu giống như là bị thứ gì kẹp lại, đột nhiên điên cuồng nôn mửa liên tục. Nhật tinh thạch, lôi kích mộc, kim diệu thạch, vũ hình phe phẩy cánh ngạc nhiên thét lên, từng khối nàng gấp thiếu khoáng thạch, lại một lần nữa bị tiểu hắc phun ra, để nàng vừa cảm động vừa áy náy. Tiểu hắc, người đối với ta thật tốt, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi, không. Chờ chút, băng tinh thú sừng thú, ngươi không chịu nổi. Vũ Hinh bỗng nhiên kêu la, chính cảm động bên trong nàng, chợt phát hiện tiểu hắc nôn ra khoáng thạch đằng sau, đột nhiên vào tới băng tinh thú sừng thú chỗ, một ngụm đem cây kia bị nàng chém đứt sừng thú nuốt vào. Còn băng tinh thú này là cấp 7 hung thú, sừng thú chính là cực hàn sắc bén đồ vật, nó sẽ đâm rách ngươi tạng phủ. Nàng bối rối ý đầu ngăn cản, nhưng mà, hắc ám cự nhiêm tại người nào đó chỉ thị dưới, đã một ngụm nuốt vào cấp 7 băng tỉnh thú độc giác, lại lập tức đem độc giác từ đệ ngũ giới truyền tống đến đệ tam giới 56 động phủ. chương 164, nuôi rùa số 56 động phủ, nhìn xem có cánh tay hắn gấp hai dáng dấp băng tinh sừng nhọt, còn có từng thùng đậm đặc băng lam máu tươi, bàng kiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Giờ phút này, động phủ cũng trong nháy mắt trở nên băng hàn thấu xương. Tại bàng kiên trên cảm giác, Hắn giống như là lại ngồi ở độc nhãn cự nhân cùng băng ma dùng để câu thông tế đàn. Thật là nồng nặc tinh khiết băng hàn dị lực, băng kiên âm thầm tắc lưỡi, không nhịn được sợ run cả người, ánh mắt lại dần dần sáng tỏ. Cấp 7 hung thú, biết hung thú, linh thú khắp người đều là bảo vật hắn, cảm giác được cây độc giác kia giá trị, mới khiến cho hắc ám cự nhiêm vội vàng nuốt vào, lấy tới trên tay hắn tới. Cấp 7 hung thú, chiến lược thế nhưng là cùng hồn du cảnh đại tu tương đương tồn tại tại đệ tam giới ngũ đại thế lực môn chủ cùng các trưởng lão tu vi cảnh giới phần lớn cũng chỉ là ngưng thần cảnh vật này tất nhiên giá trị liên thành bàng kiên vì đó phân chấn bởi vì lạc hồng yên đột nhiên biến mất hắn hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch chính là chọn chúng chân quý linh tài cũng không có dư thừa linh thạch mua nếu không có hàn đình ngay tại bên cạnh hôm nay hắn ngay cả một bình an thần đan đều bắt không được tới cũng là như thế đem như tử dị tộc khao khát nhật tỉnh thạch kim diệu thạch, lôi kích mục chuyển vận đi qua sau, hắn không có tiếp tục yêu cầu hạ giới các loại mầm cây cùng hạt giống hoa. Mà là thông qua hắc ám cự nhiên, trực tiếp đem một đầu cấp 7 băng tỉnh thú sừng thú, cùng đông đảo thú huyết cùng nhau nuốt vào, hắn cần lấy những vật này đổi lấy sung túc linh thạch. Tâm niệm vừa động về sau, hắn đem băng tỉnh thú sừng thú, còn có năm đâm màu sắc băng lam thú huyết, một mạch ném vào vòng tay. Số 56 động phủ Z cam cam cũng bỗng nhiên giảm mạnh, nhìn xem chỉ còn lại có hơn nửa thùng thú huyết, hắn châm trước một lát sau, liền nâm lên bên trong có hơi tiểu băng tỉnh thú huyết, lầm bẩm lẩm bẩm rót vào trong bụng. Hơn nửa thùng thú huyết vào bụng về sau, số 56 trong động phủ bằng kiên, trực tiếp hóa thành một bộ băng điêu. Giống như ở dưới băng nham thành tế đàn như vậy, cực độ rét cam cam dị lực, hỗn tạp bằng bạc huyết nhục sinh cơ, từ hắn tạng phủ bên trong tàn mát ra. Hắn yên lặng vận chuyển lực lượng, lấy hồ thiên dưỡng khí quyết hấp thu trong đó băng hàn dị lực. Đan điền linh hải bên trong, tòa kia kỳ dị băng trì, cấp tốc lại bắt đầu khuyết trương. Đến từ cấp 7 băng tinh thú máu tươi bên trong cực hàn chi lực, bởi vì cách khác quyết vận hành, từ bàng kiên tạng phủ giật nhập đan điền, để băng trì bên trong cực hàn lực lượng ninh đón tăng vọt. Hắn thân thể đóng băng cũng đang chậm rãi giải, giải trừ, ngay tại lúc đó, cuồn cuộn như là biển huyết nhục sinh cơ, cũng chỉ có một bộ phận tản mát tại bàng kiên toàn thân, chảy vào hắn tạng phủ cùng gân cốt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể máu thịt của hắn bởi vì cỗ này bàng bạc huyết nhục sinh cơ rót vào, cũng tại một chút xíu tăng cường. Chỉ là, rất nhanh liền xuất hiện bình cảnh, còn có dư thừa huyết nhục sinh co, ngay tại trong cơ thể hắn quanh quẩn một chỗ du đáng, nhưng không có tiếp tục thẩm thấu xương cốt tạng phủ. Tựa hồ là bởi vì, hắn không có một loại tinh diệu rèn luyện thân thể pháp quyết, cho nên không thể đem nguồn sinh cơ này lợi dụng. Hô, hô hô, Cuối cùng, cỗ này bàng kiên thân thể tiêu hao không xong huyết nhục tỉnh năng, trực tiếp giật vào đến hắn lồng ngực đồng bài. Một chỗ khác, ở vào nửa ngủ nửa tình trạng thái huyền quy, tại khối kia không biết tên toái địa chỗ sâu, đột nhiên thở ra một hơi dài, kích động lấy ra cỗ này bàng kiên dùng không xong huyết nhục tỉnh năng. Nó, biết rõ huyền quy kỳ diệu bàng kiên, thấy một lần loại tình huống này đột nhiên phát sinh, trong não bỗng hiện linh quang. Hắn lúc này cùng huyền quy thành lập cảm ứng, cũng ở trong lòng mặc niệm lấy, đem đồng bài đặt ở lòng bàn tay. Một vòng minh diệu ba quang nhộn nhạo lên, hiện ra không gian dị động, như cấu kết lấy một phương khác thế giới. Hắn sẽ từ phản cốt tử trong miệng, lấy được từng thùng cấp 7 băng tinh thú thú huyết, ném về phía minh diệu ba quang đường hầm, đưa đến huyền quy bên kia. Sang giác, hắn nghe được thùng gỗ tiếng nổ tung, cũng cảm thấy màu băng lam thú huyết, ngay tại huyền quy trong miệng đột nhiên hiện ra. Hấp xả qua một cái mạch khoáng hu, yên quy, vốn nên tiến vào ngủ say trạng thái, giờ phút này lại đột nhiên kích động lên, đem những cái kia cấp 7 băng tinh thú thú huyết sau khi nuốt vào tiêu hóa. Bàng kiên tiêu hao không xong thú huyết, tại có đại địa chi linh thanh danh tốt đẹp huyền quy thể nội, hóa thành vô số nó có thể dung hợp huyết nhục tinh mang. Bàng kiên cảm giác được một cách rõ ràng, huyền quy chỗ chỗ sâu trong lòng đất, truyền đến rác rác đá nứt âm thanh. Nham thạch, bởi vì huyền quy thân thể đột nhiên lớn mạnh, bị chống đỡ ngạnh sinh sinh vỡ ra. Huyền quy, thông qua cấp 7 băng tinh thú thú huyết, trực tiếp lấy không thể tưởng tượng phương thức bắt đầu sinh trưởng. Cấp 7 hung thú, máu tươi bên trong nồng đậm huyết nhục sinh cơ, đối với nó trợ giúp thế mà lớn như vậy. Bàng kiên âm thẩm chấn kinh, thông qua cùng phản cốt tử cảm giác thành lập, hắn biết cấp 7 băng tỉnh thú là bị có 6 đôi cánh chim trắng noãn nữ tử giết chết, nữ tử bản ý chính là đem cấp 7 băng tỉnh thú ban thưởng cho phản cốt tử. Tựa hồ là bởi vì, nữ tử dị tộc trước đó làm ra sai lầm phán đoán, dẫn đến phản cốt tử gầy gò một mảng lón. Nếu phản cốt tử đã có như thế một cái, có thể một mình chém giết cấp 7 băng tỉnh thú tân chủ nhân, bàng kiên liền biết nó tương lai sẽ không lo ăn uống. Dưới loại tình huống này, hắn lại bỏ ra các loại linh tài, như vậy từ phản cốt tử trong miệng đoạn một bộ phận thú huyết cũng là chuyện đương nhiên. Ôi đột có nồng đậm cực hàn dị lực, nương theo lấy tinh khiết thiên địa linh khí, trực tiếp tại hắn linh hải hiện lên. Hắn linh hải bên trong băng trì, cực hàn dị lực nhanh chóng chữ hàng không biết tên toái địa bên trong huyền quy, cần nguyên lai chỉ là cuồn cuộn huyết nhục tỉnh năng, về phần thú huyết bên trong mang theo từng luồng từng luồng cực hàn dị lực, không cần nó chuyển tay lại phản hồi cho bàng kiên. Người rất hiểu chuyện, bàng kiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, lúc này, trong tay hắn đã không có một giọt băng tinh thú thú huyết, nhưng hắn linh hải bên trong băng chỉ diện tích, lại trọn vẹn làm lớn ra gấp hai. Đến tiên thiên cảnh về sau, tuyệt đại đa số người tu hành, không còn chăm chỉ không ngừng truy đuổi thân thể rèn luyện cùng lớn mạnh, Phát triển linh hải, càng phù hợp thiên địa linh khí, lại đi ngưng luyện thần thức, tựa hồ mới là đại bộ phận người tu hành lựa chọn. Bất quá, cũng là có ngoại lệ, Bàng Kiên âm thầm cân nhắc, luyện khí, thông mạch, tẩy tủy tam cảnh, là người tu hành nhất định phải đánh xuống cơ sở. Chỉ khi nào phạt cốt tẩy tủy thành công, tấn thăng đến tiên thiên cảnh, người tu hành liền không lại thiên về thân thể rèn đúc. Đương nhiên, như huyết nguyệt dạng này tông phái, còn có cùng loại huyết nguyệt thế lực y nguyên cường điệu thân thể cường đại chỗ tốt tại loại này tông phái trong thế lực có chuyên môn rèn luyện thân thể bí pháp then chốt có thể tại tiên thiên cảnh tiếp tục cường hóa thân thể bàng kiên tu luyện hồ thiên dưỡng khí quyết tại tiên thiên cảnh về sau không có ghi chép tương quan tiếp tục đi lớn mạnh nhục thân then chốt rõ ràng cũng là trước mắt tu hành giới chủ lưu pháp quyết hắn cảm thấy hắn trải qua phượng tủy rèn luyện thân thể tăng thêm trái tim còn có chất chứa sinh mệnh tỉnh năng lá cây hắn còn có vô hạn tăng lên thân thể tiềm lực không gian hắn cũng không tính từ bỏ đối với thân thể rèn luyện mây ngày nay ta còn muốn tìm kiếm một thiên tôi thể linh quyết nghĩ như vậy hắn cảm giác chính mình núp ở động phủ đã rất lâu rồi mà cái kia vốn nên đúng hẹn gõ cửa để hắn chữa thương giải độc hàn đình cũng không xuất hiện khó chịu quá lâu bằng kiên thế là đẩy khai thạch cửa đến ngoài động phủ con đường bằng đá hành lang giờ phút này trăng sáng treo cao quần tinh sáng chói bầu trời đêm trói lọi nhiều màu. Nhìn qua trăng sao rõ ràng thiên khung, bàng kiên nếm thử vận dụng hồ thiên dưỡng khí quyết, cũng liên lụy đến từng tia từng sợi tình nguyệt chỉ lực. Chỉ là, so với tại dương đồng bên trong tu luyện, hiệu suất yếu nhược rất rất nhiều. Hàn Đình, người cũng đừng hối hận, đột nhiên, từ bên cạnh hắn 57 hào trong động phủ, truyền đến Trương Bân thanh âm. Bàng kiên ngạc nhiên nhìn lại lúc, liền thấy sáng nay leo núi Trương Bân, mặt âm trầm từ 57 hào động phủ bước ra hối hận lão nương vĩnh viễn sẽ không bởi vì ngươi trương bân hối hận hàn đình cũng sau đó bước ra động phủ vừa nhìn thấy bảng kiên đứng tại hành lang trông lại nàng lạnh lùng cười một tiếng nói ta thật muốn để phương hâm cũng nghe một chút ngươi vừa mới nói với ta lời nói kia nói cái gì nàng là chính mình đưa tới cửa ngươi từ chối không xong mới miễn cưỡng tiếp nhận căn bản cũng không ưa thích phương hâm vì ngươi ngay cả ta cũng dám phía sau đánh lén uổng cho ngươi có mặt nói đến ra loại những lời này. Phi, đối với người này phỉ nhổ vô cùng hàn đình, ở trước mặt phun một bãi nước miếng, trong mắt viết đầy chán ghét. Cút xa một chút, lão nương tuyệt sẽ không để cho ngươi mặt hàng này đạt được. Tốt, rất tốt, Trương Bân trọng trọng gật đầu, trong mắt sát ý nồng đậm, nói. Vậy ngươi hảo hảo bảo trọng, nói xong, hắn liền dự định rời đi cái này làm hắn tự tôn chịu nhục địa phương. Trương Bân, Hàn Đình khẽ quát một tiếng, để người này bước chân dừng lại. Chọt, nàng liền phong tình vô hạn đi vào bảng kiên bên cạnh, cũng sốt ruột kéo bảng kiên cánh tay. Nàng còn đem thắng tắp mềm mại núi non, cố ý dán chặt lấy bảng kiên khủyểu tay. Tại trương bân đồng tử như muốn phun lửa lúc, nàng mới cười mỉm nói. Người mong muốn không thể cầu đồ vật, ta mấy ngày trước đây liền cho hắn. Bàng kiên đến từ thượng giới đại thế gia, thân phận là loại người như ngươi không cách nào so sánh. Lão nương tình nguyện cho hắn làm thiếp, thậm chí là bị hắn cho trắng ngủ, cũng sẽ không tiện nghỉ như người loại này tiện nam. Hàn Đình, người thực sự là, tiện, Trương Bân răng cắn kết rung động, đúng, người nói rất đúng, ta tại bàng kiên nơi này chính là tiện. Ta vui lòng, người quản được sao? Hàn Đình không những không giận mà còn cười, dương dương đắc ý rắt khóe miệng, dán bảng kiên dán càng gần. Ta chính là ưa thích tại hắn nơi này phạm tiện, ta cứ vui vẻ ý cùng hắn ngủ, ta nguyện ý đem hắn hầu hạ thư thư phục phục cũng sẽ không để như ngươi loại này bổn nôn cẩu vật, đụng ta một cây ngón chân. Tiện nhân, ta nhìn ngươi rời đi nguyên mãng đệ nhất phong sau sống thế nào. Lưu lại câu nói này, Trương Bân quay đầu bước đi. Hắn sợ sẽ tiếp tục tiếp tục chờ đợi, sẽ ở trong cơn giận giữ hỏng tào lão quái quy củ, từ đó rước lấy tào lão quái vô tình đánh giết. Đi, chúng ta vào động phủ ân ái đi. Hàn Đình dắt bàng kiên, đem hắn đẩy hướng số 56 động phủ, nặng hơn nửa trọng địa đóng lại cửa đá sát phách, số 55 động phủ, mở rộng ra trong cửa đá. Bàng kiên, tiểu ca nguyên lai gọi bàng kiên, ta phụng dưỡng bọn hắn tỉ đệ lâu như vậy, cũng không chịu nói cho ta biết tên thật, hay là mị lực của nữ nhân lớn A, cao nguyên một mặt hâm mộ cảm thán. Đã sớm hoài nghi hai người có việc hắn, tại Hàn Đình ồn ào lúc, hắn liền lặng lẽ rộng mở cửa đá núp ở động phủ mình nghe lén. Quả nhiên cho hắn nghe đến, hắn tự cho là đã phát sinh kình bạo tin tức làm cho nguyên mãng toái địa đông đảo tán tu thèm nhỏ dãi hàn đình, đã đem thân thể của mình cho bàng kiên, còn thẳng thắn chính mình là nguyện ý, ở trên thân bàng kiên. Phạm tiện, thượng giới, hay là đại thế gia tử đệ, bàng kiên có loại thân phận này tại, cũng khó trách hàn đình nguyện ý chủ động ôm ấp yêu thương. Cao nguyên nhẹ nhàng gật đầu, tự cho là hiểu rõ hết thảy đánh giá. Hàn đình cũng là thông minh, biết nên lấy phương thức gì, dính vào loại này đến từ con em của đại thế gia. Chương 165, biết cách làm giàu số 56 động phủ, thật có lỗi, đem ngươi cho giật vào. Hàn Đình vừa tiến đến, liền buông lỏng ra kéo bảng kiên cánh tay, thành khẩn tạ lỗi. Ta chính là muốn cho Trương Bân không thoải mái. Dạ Minh Châu ánh sáng nhạt dưới, khuôn mặt nàng hiện ra ngượng ngùng đỏ ửng, có chút bất an nắm nắm đấm. Tựa hồ, nàng vừa mới lời nói kia, làm ra những sự tình kia, đối với nàng mà nói cũng cần lớn lao dũng khí. Tại bên ngoài động phủ, một mực giữ yên L. Hoàng bàng kiên, sau khi đi vào nhẹ gật đầu, hờ hững nói. Chữa thương, ngô, tốt, hàn đình tối buông lỏng một hơi, nàng vội vàng quy củ tại trên chiếc ghế ngồi xuống, ngoài động phủ lúc phong tao lớn mật, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì bàng kiên đã biết nàng thương thế vị trí chính xác, nàng không cần lại đem y phục hướng xuống cởi quá nhiều, chỉ là đưa lưng về phía bàng kiên, đem áo chút bỏ một đoạn nhỏ, lộ ra sáng bóng như ngọc bả vai thuận tiện. Bàng kiên thần sắc như thường, lấy đầu ngón tay khoác lên trên bả vai nàng, xe nhẹ đường quen chuyển vận sinh mệnh tỉnh năng. Ngươi yên tâm, cái kia trương bân nhát gan vô cùng, nếu biết ngươi đến từ thượng giới đại thế gia, hắn cũng không dám cầm ngươi như thế nào. Sợ bàng kiên trách tội nàng, Hàn Đình cúi đầu chột dạ giải thích. Hắn từ trước đến nay hiếp yếu sợ mạnh, đối mặt ngũ đại thế lực tông môn tử đệ, hắn cũng không dám biểu lộ tức giận, huống chỉ là đến từ thượng giới ngươi. Bàng kiên lơ đánh, căn bản liền không có phản ứng bởi vì lạc hồng yên biên mất, hắn chỉ muốn biết rõ trong bóng tối địch nhân là ai, sau đó lợi dụng đồng bài từ nguyên mãng đệ nhất phong biến mất. Dù sao, tại hắn hư không tiêu thất về sau, cũng không có gì cơ hội lại tiếp xúc Hàn Đình Trương Bân những người này. Mắt thấy Hàn Đình líu lo không ngừng địa, kể rõ nàng cùng Trương Bân bọn người tổ đội, tại cấm địa họp lực săn giết một đầu cấp 5 hung thú chuyện cũ. Bàng kiên tâm tư khẽ động, đột nhiên nói, người có thể từng nghe qua băng tỉnh thú, hắn cố ý chào hàng băng tỉnh thú sừng thú, đối với băng tỉnh thú lại không hiểu rõ, không biết con thú này có thể hay không như hắc ám cự nhiêm một dạng, chính là đệ ngũ giới độc hiếu. Nếu là đệ ngũ giới độc hiếu, hắn đem băng tỉnh thú sừng thú lấy ra, chắc chắn gây nên sóng to gió lón. Tào lão quái, còn có tham gia hội nghị người, đều sẽ chất vấn băng tinh thú lai lịch. Băng tinh thú, chỉ cần không phải đệ ngũ giới đặc hiếu, vậy liền không có vấn đề gì. Băng tinh thú, tại đệ tam giới, đã từng có một đầu cường đại cấp 6 băng tinh thú, huyết nguyệt khi đó vì săn giết con thú này, xuất động ba vị ngưng thần cảnh trưởng lão. Hàn Đình nhớ lại, nói, băng tinh thú, bình thường sinh hoạt tại băng hàn cấm địa, cấp 6 băng tinh thú tại băng hàn hoàn cảnh dưới, chiến lược còn có nhất định biên độ gia trì. Ta nghe nói, vì đánh giết đầu này cấp 6 băng tinh thú, huyết nguyệt hai vị ngưng thần cảnh trưởng lão đều bị thương. Hàn Đình không hiểu, nhìn xem bàng kiên nói, người hỏi cái này làm gì, không có gì, thả lỏng trong lòng bàng kiên, ngẫm nghĩ một chút, lại nói. Cấp 6 băng tinh thú sừng thú, đại khái giá trị bao nhiêu linh thạch. Cấp 6 băng tinh thú thú huyết, gia thú, thú tâm, xương thú, tất cả đều được xương tụng bảo vật. Bất quá quý giá nhất, hay là nó cây kia sừng thú, vật này có thể luyện chế cực hàn linh khí, giá trị tự nhiên không ít. Hàn đình trước cửa hàng một phen, cẩn thận nghĩ nghĩ, mới thận trọng nói. Cấp 6 băng tinh thú sừng thú, bằng vào ta phán đoán nhìn, chỉ ít giá trị. 4. năm vạn linh thạch, sau lưng nàng bàng kiên nhãn tình sáng lên, nói, nếu là cấp 7 băng tỉnh thú sừng thú đâu, cấp 7, hàn đình trâu ẩm ngâm hồi lâu, mới nói nói, ta cảm thấy giá trị có thể lật gấp 10 lần, gấp 10 lần, chính là 4-50 vạn linh thạch. Bàng kiên khoác lên hàn đình bả vai đầu ngón tay, bởi vì hắn tâm tình kích động, nhẹ nhàng run lên. Hàn đình rõ ràng cảm thấy, bàng kiên khí thức vừa loạn, hướng phía trong cơ thể nàng giật nhập sinh mệnh tỉnh năng, không có chuẩn xác giật nhập vết thương chỗ, mà là hướng phía các phương khuếch tán. Không biết bàng kiên vì sao kích động nàng, âm thầm mừng thầm. Bàng kiên đã đáp ứng nàng, lại trợ giúp nàng đem thương thế khỏi hẳn, bây giờ bốn chỗ phiêu giật sinh mệnh tỉnh năng, vừa vặn trợ giúp nàng gột rửa thể nội ám tật. Một lát sau, bàng kiên điều chỉnh tốt tâm cảnh. Đem bốn chỗ dù đáng sinh mệnh tỉnh năng một lần nữa tập trung lại, hướng phía nàng vị trí vết thương rót vào gấp 10 lần, bằng kiên âm thầm phấn chấn, hắn không nghĩ tới cấp 7 băng tinh thú sừng thú, giá trị cao đến như vậy không hợp thói thường trình độ. Hắn cùng Lạc Hồng Yên hai người, tại Thiên Vận Thành tẩy sạch huyết nguyệt thuyền bắt thú, hồi trước ở trong băng nham thành, lại từ chết đi tán tu trên thân đạt được đông đảo di vật. Nhưng mà, những thu hoạch này chính là toàn cộng lại, hồi đoái thành linh thạch cũng không đạt được 400000. Bởi vì Lạc Hồng Yên rời đi, cảm thấy xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết bằng kiên Đột nhiên phát hiện một đầu kiếm lấy linh thạch mạch suy nghĩ mới. Không cần bốn chỗ tẩy sạch tán tu, không cần lại ăn cướp huyết nguyệt dạng này thuyền bắt thú, cũng không cần đi cấm địa săn giết hung thú. Hắn chỉ cần thông qua cùng vị kia đệ ngũ giới nữ tử dị tộc tiến hành giao dịch, liền có thể thu hoạch không gì sánh được phong phú hồi báo. Hắn cho ra những kim diệu thạch kia, lôi kích mộc, còn có nhật tinh thạch, tổng giá trị cộng lại cũng liền vạn thanh linh thạch. Đạt được một cây cấp 7 băng tinh thú sừng thú chính là bốn năm mươi lần hồi báo. Huống chỉ, hắn kỳ thật còn chiếm được không ít băng tỉnh thú thú huyệt, cấp bảy hung thú thú huyết giá trị, hẳn là cũng có giá trị không nhỏ. Những này nếu là toàn bộ cộng lại, hắn có thể nói kiếm lời đầy bồn đầy bát, xa so với lạc hồng yên phí hết tâm tư tại tam tiên đảo phụ cận ăn cướp tán tu, lấy được hồi báo cao nhiều. Tốt, người đêm mai lại đến, cảm nhận được lồng ngực ba mảnh lá cây, bên trong sinh mệnh tỉnh năng sói mòn không sai biệt lắm, bàng kiên lập tức liền thu tay lại, đạm mạc nói. Lại có hai đêm, thương thế của ngươi liền có thể khỏi hẳn. Tạ ơn, chỉnh lý tốt hy phục hàn đình, thức thời đi hướng cửa đá, dừng lại nói ra. Lôi khôn, tại ngày đó gặp qua người ta đằng sau, liền từ 57 hào động phủ rời đi, cũng không có lại tiếp tục thuê. Ta thấy nó bỏ trống thật lâu, nghĩ đến gần đây đều muốn gặp ngươi, liền tốn thêm một chút linh thạch ở. Bàng kiên nhẹ gật đầu, hắn biết, hẳn là hắn chủ động đi qua tạ lỗi lấy lòng, thành công bỏ đi lôi khôn lòng nghỉ ngờ. Vị này ngưng thần cảnh đại tu, cũng bởi vậy không có lưu tại 57 hào động phủ, trong bóng tối tiếp tục lặng lẽ quan sát hắn. Lạc Hồng Yên biên mất, hẳn là không có quan hệ gì với lôi khôn, không phải vậy hắn hẳn là sẽ còn nhìn chằm chằm. Bàng kiên yên lặng thầm nghĩ, ngày mai, người còn đi tham dự sao? Hàn Đình đứng tại cửa ra vào hỏi thăm, suy nghĩ một chút, bàng kiên lắc đầu, nói, ta dự định hai ngày nữa, trực tiếp tiến vào bên trong chợ giao dịch. Được rồi, vậy ta biết, Hàn Đình lúc này mới đẩy cửa rời đi, trở lại động phủ của mình, nàng ánh mắt sâu kín nhìn về phía bên người vách đá, nàng biết bàng kiên ngay tại nàng rời đi trong động phủ. Thượng giới, hay là đại thế gia tử đệ, đáng tiếc đối với ta hoàn toàn không hứng thú, Hàn Đình đột nhiên từ chào cười một tiếng, nói. Nếu như hắn thật nguyện ý muốn ta, làm thiếp cái gì, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Thượng giới, hay là đại đờ gia tư đệ, đang tiếc đối với ta hoàn toàn không hứng thú. Hàn Đình đột nhiên từ chào cười một tiếng, nói, nếu như hắn thật nguyện ý muốn ta, làm thiếp cái gì, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Lại là một viên an thần đan ăn vào, bình phục thật kích động tâm cảnh, bàng kiên nghĩ đến cùng cây nhỏ câu thông một chút, nhìn xem những cái kia sinh trưởng tại vân trạch kỳ hoa dị thảo, có hay không nở hoa kết trái. Hắn dự định cũng làm chút kỳ hoa dị thảo đến chợ giao dịch trào hàng tâm niệm vừa động, cảm giác liền thành lập, thực giới đằng tầm mắt, lập tức thành bàng kiên tầm mắt. Đột nhiên, bàng kiên cảm giác mình có thể đa giác độ địa, toàn phương vị quan sát toàn bộ vân trạch. Tất cả sinh trưởng tại ngàn dặm vân trạch cây cối hoa cỏ, bất luận là hắn từ trong tay đồng thiên trạch thu hoạch mầm cây hạt giống hoa, hay là từ đệ ngũ giới nữ tử dị tộc trong tay đạt được. Ngô, hắn nhìn thấy từ phương xa bầu trời, hiện ra cuồn cuộn phi cầm. Thương ưng, kim điêu, bụi chim cắt, đại bằng điều, từng cái hình thể to lớn phi cầm, từ một phương khác toái. Địa trùng trùng điệp điệp bay tới, tại những phi cầm này cái neo sắt giống như nanh vuốt dưới, còn treo treo không có khả năng bay lượn tẩu thú. Hắc bạch vương mãng, than lăn, băng giáp thú, độc giác tê, mọi việc như thế thú loại, như loài chim mang theo hàng hóa, xuất hiện đang loài chim trong móng vuốt. Rất nhanh, bàng kiên liền thấy phi cầm đem nhóm đầu tiên tẩu thú buông xuống, chợt lại sau này bay. Lấy cây nhỏ ở khắp mọi nơi tầm mắt, Bàng Kiên thoáng lưu tâm quan sát, liền phát hiện bị ném tại thiên vận toái địa vùng ven tẩu thú, đã không phải là nhóm đầu tiên. Mấy trăm đầu tẩu thú, đồng tử tràn đầy ngang ngược thị sát, sớm đã bị nhét vào thiên vận toái địa. Đám phi cầm, từng đám từ khác cấm địa, đem những cái kia bởi vì ô chọc dị lực xâm nhiễm, đẳng cấp thu hoạch được đột phá đám hung thú, chuyển vận đến thiên vận toái địa. Không có vân phàm, không có hỏa vân thuyền, hoàng kim liễn xa đám hung thú, lấy nguyên thủy nhất phương thức tiến hành di chuyển vì sao đến thiên vận toái địa, hung thú, không phải là không có linh trí sao, những này bị ô trọc dị lực xâm nhiễm, phát sinh dị biến, dẫn đến đẳng cấp đột phá hung thú, rõ ràng có một vị lãnh tụ. Bọn chúng dự định làm cái gì? Một cái tiếp theo một cái dấu chấm hỏi, tràn đầy bàng kiên não hải, để bàng kiên cảm giác được không thích hợp. Sau đó hai ngày, bàng kiên mượn nhờ trong tay an thần đan, mật thiết chú ý thiên vận toái địa dị trạng nhìn thấy càng nhiều đám hung thú, bị những phi cẩm kia chuyển vận tới có ăn cỏ hung thú, chui vào ngàn dặm vân trạch về sau, lấy dễ dàng nhất thích ưng ô chọc xâm nhiễm thực vật cây cỏ làm thức ăn. Ăn có hung thú, ăn vân trạch bên trong cỏ cây hoa lá về sau, từng cái tựa hồ cực kỳ hưng phấn, cảm giác nơi này đổ ăn xa so với cái khác toái địa ẩn chứa càng nhiều lực lượng. Cũng có đói khát khó nhịn hung thú, không bị khống chế xông vào vân trạch, chém giết những cái kia ăn có hung thú. Vì đồ ăn, càng nhiều khát máu hung thú trộn lẫn vào đi vào, tại ngàn dặm vân trạch giết túi bụi, thú huyết dần dần nhuộm đỏ bãi cỏ, để đầm lầy suối, sông trở nên huyết thủy đục ngầu. Mà cái này, phảng phất có nhờ vào vân trái cây cối hoa cỏ trưởng thành, đã đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Bị dầu hỏa liệt diễm đốt cháy, nguyên bản thành đất khô cằn ngàn dặm vân trạch, lần nữa khôi phục trước kia tình huống. Cây cối hoa cỏ khỏe mạnh sinh trưởng, ăn cỏ, ăn thịt đám hung thú, phân bố tại các phương bắt đầu cưỡng chiếm đỉnh núi, giữa lẫn nhau chém giết tranh đấu lấy, lấy đối phương thi thể làm thức ăn thiên địa chúng sinh, cạnh tranh sinh tồn quy luật tự nhiên, lại lần nữa trên vân trạch diễn. Cùng không có gặp ô chọc dị lực xâm nhiễm tiền tướng so, khác biệt duy nhất chính là, lúc này thiên vận toái địa. Chỉ là không có người. Hôm nay, một cái thân hình to lớn màu đen đại bằng điểu, từ phương xa toái địa dương cánh mà đến, nó phóng xuất ra khí thế kinh người, để vân trạch tất cả hung thú đều vô ý thức nhìn lên nó. Thần dị phi phàm màu đen đại bằng điểu, đồng tử diệu ra trí tuệ quang mang, nó nhìn về hướng tại chỗ rất xa, một cái chưa bị ô trọc dị lực xâm nhiễm toái địa. Thông qua cắm dễ vân trạch thực giới đăng, bàng kiên nhìn thấy cái này màu đen đại bằng điều, trong mắt lộ ra đối với nhân tộc người tu hành huyết nhục khát vọng. Bạn nghe chuyện nhanh hãy truy cập ngay trang web nữ hoàng chuyện com để nghe chuyện MP3 nhanh và mới nhất. chương 166, nội bộ giao dịch tràn toái địa trên không, tựa như đen kịt một màu đám mây đại bằng điều, trải rộng ra cánh chim liền có 10 trượng trở lại, Lồng vũ khớp xương phảng phất tinh thiết nhìn xem tựa như tràn đầy lực lượng giờ phút này theo nó trong thú đồng phóng thích ra quang mang tràn đầy đối với người tu hành huyết nhục tham lam khát vọng người tại đệ tam giới bàng kiên mượn thực giới đằng đều ẩn ẩn cảm thấy nó không chỉ có lấy kinh người trí tuệ mà lại đối với nhân tộc người tu hành thống hận đến cực điểm bởi vì ô chọc dị lực xâm nhiễm bao trùm dị biến đằng sau đông đảo phi cầm tàu tê hú tựa hồ duy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó bản ý dự định từ thực giới đằng bên kia, thu hoạch một chút kỳ hoa dị quả bằng kiên, bởi vì nó tồn tại tạm thời bỏ qua. Lại yên lặng quan sát một hồi, bằng kiên chủ động cắt đứt cùng thực giới đằng cảm ứng. Số 56 động phủ, khô tỏa bồ đoàn bằng kiên, trao mày, sắc mặt hơi có vẻ thâm trầm. Thân hình to lớn màu đen đại bằng điều, hẳn là vốn là đệ tứ giới cực kỳ xuất chúng hung thú, được lợi tại ô trọc dị lực xâm nhiễm, lực lượng của nó đẳng cấp tăng lên mau lẹ, trí tuệ cũng nghênh đón trọng đại thuế biến. Nó bởi vậy trở thành đông đảo phi cẩm tấu thú lãnh thụ. Bàng kiên suy đoán, nó là từ Âu Dương ra hạt cảnh toái địa bước ra, dự định xâm nhập nhân tộc cái khác toái địa. Thiên vận, có lẽ chỉ là nó nửa đường đặt chân chỉ địa, là nó một cái bàn đạp. Sau đó, đồng ra, tô ra, ninh ra, còn có chu gia, những cái kia chưa bị ô chọc dị lực xâm nhiễm toái địa, vô cùng có khả năng gặp bọn này dị biến hung thú điên cuồng tập kích. Thậm chí, để ngũ giới như tử dị tộc, chuyển vận đi lên những cái kia các tộc chiến sĩ, cũng có thể là bị dị biến hung thú công kích. Thông thiên kiếp trụ cho dù trước mắt buông lỏng, hay là hạn chế hạ giới càng mạnh dị tộc, chỉ có cấp 5 trở xuống chiến sĩ, mới có thể thuận lợi đột phá phong cấm. Vừa đến cấp 4 dị tộc chiến sĩ, đến Âu Dương, thượng quan gia toái địa, một khi gặp được dị biên hung thú, sẽ phát sinh cái gì? Cái kia đáng sợ màu đen đại bằng điều, tuyệt đối vượt ra khỏi cấp 4 hung thú phạm trù, lại còn tại cấp tốc lớn mạnh chiến lược mà nó cũng không phải là xuất từ đệ ngũ giới đối với nhân tộc tràn ngập cừu hận nó cũng chưa chắc sẽ để ý hạ giới dị tộc nó thống lĩnh phi cầm tẩu thú bọn họ tựa hồ chỉ muốn tận khả năng nhiều gặm ăn cường giả huyết nhục nhân tộc hạ giới dị tộc chiến sĩ có lẽ đều sẽ trở thành mục tiêu của nó bởi vì dị biến hung thú đột nhiên lớn mạnh phía dưới đệ tứ giới thế cục sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn thất đại gia tộc có thể hoạt động không gian cũng đem càng ngày càng nhỏ đại di chuyển, không chỉ có bắt buộc phải làm, chỉ sợ còn nhất định phải tăng tốc tiến độ. Trễ, đông đông đông, bàng kiên đang trầm tư lúc, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Hàn Đình ở bên ngoài nói khẽ, bàng kiên, hôm nay có thể đến chợ giao dịch bên trong. Thương thế khỏi hẳn nàng thần thanh khí sảng, tại ánh mặt trời màu vàng chiếu dọi xuống, nàng cả người đều tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ. Ừm, um, tới, đẩy ra cửa đá đi ra về sau, bàng kiên hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, Câu mày nói. Giữa ngươi và ta ước định, tối hôm qua liền kết thúc, ngươi kỳ thật không cần. Ta rất cảm tạ trợ giúp của ngươi. Hàn Đình trước chân thành gửi tới lời cảm ơn, lại nói. Dù sao ta nhàn rỗi cũng không có việc gì, ngươi lại là lần thứ nhất tham gia tào lão quái hội nghị, ta muốn giúp ngươi nhiều làm quen một chút. Cũng tốt, bàng kiên cũng không cự tuyệt, không bao lâu, hai người lần nữa đi vào đệ nhất phong đỉnh núi. Chất gỗ kết cấu lâu vũ chính là chợ giao dịch, lúc này từng cái cửa gỗ mở rộng ra có thể cung cấp nắm giữ lệnh bài người tiến vào không ít tới trước người đã hướng chợ giao dịch đi chỉ có phía trước ba ngày từng có giao dịch người ghi chép mới cho phép tiến vào bên trong hàn đình dương lên lệnh bài trong tay cười hướng bảng kiên giải thích chúng ta mỗi một khoản giao dịch chỉ cần hướng những cái kia nữ tử áo trắng cho ra một thành rút thành liền có một bút tương quan ghi chép hôm nay mở ra chợ giao dịch cần trong lệnh bài chỉ ít có một vụ giao dịch không phải vậy liền không cho phép tiến vào. Bàng kiên hơi kinh ngạc, đem lệnh bài của mình lấy ra nhìn một chút, liền phát hiện tại mãng chữ phía dưới có mấy đầu đòn khiêng. Mua nhật tinh thạch, lôi kích mộc cùng kim diệu thạch, mỗi một bút đạt thành giao dịch, tựa hồ liền nhiều hơn một đầu đòn khiêng. Mà tại ngày thứ bảy, do tào lão quái tự mình chủ trì áp trục giao dịch này, lại nhất định phải tại trong chợ giao dịch, có một vụ giao dịch mới tham ngộ cùng. Hàn đình dáng dấp yểu điệu địa, chậm rãi hướng chợ giao dịch đi đến lúc vẫn không quên tiếp tục giới thiệu người phải biết mỗi một bút tại chợ giao dịch sinh ra giao dịch linh thạch đều là đến hàng vạn mà tính có giao dịch thậm chí sẽ vận dụng mấy vạn linh thạch tào lão quái bằng vào rút thành liền có thể rút một số tiền lớn lúc nói chuyện hai người đến một cái cửa gỗ trước giờ phút này mỗi cái trước cửa đứng yên nữ tử áo trắng đều đang kiểm tra người tiến vào lệnh bài nhìn thoáng qua bảng kiên cùng hàn đình trong lệnh bài chữ mãng phía dưới gạch ngang, một vị nữ tử áo trắng liền mỉm cười cho đi. Nội bộ, chợ giao dịch bố cục cùng ngoại bộ rất tương tự, cũng là hiện lên hình khuyên phân bố, một cái bổ đoàn phía trước thiết lập một cái đài bằng gỗ. Mặt khác, tại chợ giao dịch chính giữa, sắp đặt một cái cự đại đài tròn. Đài tròn vùng ven chỗ, ngồi rất nhiều nữ tử áo trắng, các nàng mỉm cười nhìn xem những cái kia xuyên thẳng qua ở bên trong người. Có một vị khí chất dịu dàng mỹ phụ, mặc cao quý không tả nổi cung trang quần lụa mỏng, tại nữ tử áo trắng bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà. Nàng thon dài cái cổ đeo minh châu dây chuyển, uyển chuyển một nắm vòng eo treo lơ lửng mỹ ngọc, châm gài tóc cũng tô điểm lấy bảo thạch. Ung dung hoa quý nữ tử, khóe miệng ngậm lấy cười yếu ót, hướng phía quen biết người liên tiếp gật đầu. Tất cả mọi người gọi nàng hoa phu nhân, nàng là tào lão quái nữ nhân, nội bộ giao dịch chàng do nàng đến chủ trì. Hàn Đình nhẹ giọng giới thiệu, hoa phu nhân ba chữ vừa ra, tại ồn ào trong chợ giao dịch, vị kia ung dung quý khí mỹ phụ liền thuận thế nhìn lại phảng phất bất luận hoàn cảnh cỡ nào ồn ào náo động la hét ầm ĩ phàm là có người nhắc lên tên của nàng nàng đều có thể nghe thấy xem xét nàng trông lại hàn đình vội vàng gạt ra dáng tươi cười hướng phía nàng cúi đầu khom lưng nhỏ giọng nói bằng hữu của ta lần đầu tham gia không quá rõ ràng tình huống ta chính là cho hắn giới thiệu một chút còn xin phu nhân chớ trách hoa phu nhân nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu ánh mắt lại rơi vào nơi khác, không để ý nữa Hàn Đình. Đột nhiên, bàng kiên sinh ra như mang lưng gai cảm giác, thế là hắn đột nhiên quay đầu. Tại chợ giao dịch một chỗ ngóc ngách, tán tu trương bân ánh mắt như tên bắn lén, ngay tại chỗ tối thăm thẳm nhìn qua hắn. Đợi cho hắn bỗng nhiên quay đầu, cái kia trương bân lập tức thu liễm trong mắt lạnh ý, thân sắc như thường nhìn về phía nơi khác. Vô dụng đồ hèn nhát, Hàn Đình cũng chú ý tới trương bân, bĩu môi cười lạnh một tiếng, nói hắn chỉ dám từ một nơi bí mật gần đó lạnh lùng nhìn xem ngươi phát hiện ngươi chú ý tới hắn hắn ngay cả hận ý cũng không dám bộc lộ ngươi thượng giới con em thế ra thân phận để hắn vừa hận lại sợ còn không phải không đem nội tâm hận ý gắt gao che giấu a à, nam nhân như vậy ta sao lại để ý hàn đình khinh bỉ đánh giá bàng kiên nhẹ gật đầu hàn đình cho đem hắn từ trước cửa kéo xuống nơi hẻo lánh chỗ lại nhẹ nói hôm nay người tham dự nhân số sẽ một chút nhiều, thân phận địa vị lại cao hơn ra một mảng lớn. Đã nhìn ra, bị nàng kéo đến nơi hẻo lánh bàng kiên, sớm đã nhìn thấy không ít người mặc ngũ đại tông phái áo bảo người, hỗn tạp ở trong đám người. Mà ngày đầu tiên tham dự tán tu, tuyệt đại đa số cũng không biết tung tích, hiển nhiên biết trong tay linh thạch mức không đủ, tiến vào chợ giao dịch cũng là lãng phí thời gian. Còn em thế ra, tông phái tử đệ, cùng trong tán tu người nổi bật, mới là hôm nay chợ giao dịch chủ lực, muốn tham dự tào lão quái chủ chỉ áp trục thịnh hội, ba ngày nay nhất định phải tới, có thể là mua một vật, hoặc là bán một vật. Cho nên, người có thể nhìn thấy rất nhiều tại đệ tam giới nổi danh nhân vật. Hàn Đình một mực tại nhỏ giọng giới thiệu, a à, tiểu lão đệ ngươi cũng tới. Hàn Đình chính lúc nói chuyện, từ một cái khác cửa gỗ bên trong, đột nhiên toát ra ngưng thần cảnh tán tu lôi khôn. Hắn vừa tiên đến, nhìn lướt qua bốn bề người tham dự, liền thấy được bàng kiên cùng Hàn Đình thế là hắn chủ động tiến lên chào hỏi, cười ha hả nói ra. Ta ân, ai tại 57 hào động phủ chờ đợi một lát, về sau bởi vì có khác sự tình, liền không có tiếp tục thuê động phủ kia, đều không có không cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Xin ra mắt tiền bối, bàng kiên thoảng qua không người, không dám nhận, không dám nhận a. À. Lôi khôn cũng biểu hiện tương đương khách khí, cười ha hả nói. Tiểu lão để có đại gia phong phạm, ngay lúc đó một chút xíu hiểu lầm nhỏ, tiểu lão đệ đều nguyện buông xuống tư thái để giải thích, để lão lôi ta đều có chút thụ sủng nhược kinh. Bàng kiên khiêm tốn tỏ thái độ, đúng là ta ngôn ngữ mạo phạm lôi tiền bối, là tiền bối đại nhân đại lược, không có cùng ta so đo. Lôi khôn dáng tươi cười càng sáng sủa, hắn nhẹ gật đầu, nhìn hàn đình một chút, nhân tiện nói. Không quấy dày, ta cũng đi vài vòng, cách đó không xa, đinh tỉ, tựa hồ thật trèo lên cành cây cao, phương hâm nhẹ nhàng cắn răng, vốn tựa sát trương bân nàng, chậm rãi kéo ra một đoạn khoảng cách. Nàng nhìn qua thân hình cao lón, thân sắc lạnh lùng thanh niên áo đen, lại lặng lẽ nhìn một chút bên cạnh Trương Bân. Cùng là tiên thiên cảnh, người ta là thượng giới đại thế gia xuất thân, Trương Bân cảnh giói tuy cao, nhưng hắn. Dù sao chỉ là tán tu, tuổi tác cũng già đi rất nhiều. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng hàn đình liền so với ta tốt số. Chỉ bằng nàng ngực lón mông lón, phụng trộm cùng hàn đình dựng lên cả đời phương hâm, khuôn mặt nhỏ âm tình bất định, nội tâm ngũ vị tạp trần. Lôi khôn, Trương Bân hít sâu một hơi, hắn hơi cúi đầu, cũng không dám nhìn chằm chằm bàng kiên cùng Hàn Đình nhìn nhiều, rất sợ hắn lặp đi lặp lại nhiều lần âm thầm nhìn trộm, cuối cùng sẽ chọc giận bàng kiên. Ngay cả lôi khôn đều đối với bàng kiên khách khí, bàng kiên tất nhiên là chân chính đại thế gia xuất thân, cũng không phải hắn một kẻ tán tu có thể gây. Tiện nhân kia, liếc qua tỉnh thần chán nản phương hâm, Trương Bân lập tức xem thấu tâm tư của nàng, lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị. có lẽ tối hôm qua ta hẳn là chân thành xin lỗi, thỉnh cầu hàn đình tha thứ ta, mà không phải, thực sự không được. phương hâm tiện nhân này, ta liền bắt giao cho nàng xử trí. hy vọng nàng thông qua phương hâm hết giận, có thể tha thứ chúng ta trước đó làm. trương bân âm thầm suy nghĩ, nên lấy phương thức gì bỏ đi hàn đình định ý, đến hóa giải hắn cùng hàn đình mâu thuẫn. a, à, một mực đứng tại chính giữa sân khấu hoa phu nhân, bỗng nhiên cười dạng dỡ điệu phiêu nhiên bay về phía một cái cửa gỗ. Nàng oán trách chừng mắt một vị thiếu nữ áo trắng, nói. Không có mắt nhà đầu chết tiệt kia, nàng thế nhưng là hồng sơn triệu viện kỳ, nàng không cần cái gì lệnh bài. Triệu tiểu thư, cho mời, ung dung trang nhã hoa phu nhân, có chút khom người, đứng tại cửa gỗ trước tự mình cung ninh. Chợt, liền gặp tết tóc đuôi ngựa, có một đầu tóc bạc, người đeo cực đại hồ lô rượu triệu viện kỳ, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ đi tới. Ở sau lưng của nàng, đồng dạng không có lệnh bài Khương Lê, sợ hãi có chút do dự. Đi thôi, triệu viện kỳ nắm tay của nàng, dẫn nàng cùng một chỗ tiến vào chợ giao dịch, lạnh lùng nói. Nguyên mãng cái gọi là quy củ, tuyệt đại đa số, cũng không thể ước thúc người ta. Triệu tiểu thư đích thân tới, để cho chúng ta nguyên mãng bổng tật sinh huy, tự nhiên là muốn vì ngươi mở trường hợp đặc biệt. Hoa phu nhân dáng tươi cười chân thành liên tục gật đầu. Nàng tự mình đem triệu viện kỳ nhận tiên đến, nhiệt tình không ngừng giới thiệu hôm nay vừa mới bắt đầu, có lẽ không có ngươi để ý đồ tốt. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm, ngày cuối cùng áp chục ngày, tất có ngươi để ý mắt dị bảo. Nơi hẻo lánh chỗ, ngươi cho ta nói những quy củ kia, làm sao đối với nàng không dùng. Bàng kiên ngạc nhiên nói, Hàn Đình cười khổ một tiếng, bởi vì nàng là triệu viện kỳ, chương 167, người hưởng thụ đặc quyền bởi vì nàng là triệu viện kỳ. Hàn Đình đơn giản một câu, liền để bàng kiên lần nữa khắc sâu lĩnh hội tới cái gọi là quy củ cũng không phải là tuyệt đối đứng tại nơi hẻo lánh hắn rất nhanh liền biết như triệu viện kỳ giống như thiên tri kiêu nữ còn có thể hưởng thụ càng nhiều đặc quyền nàng cùng khương lê cùng một đường hoạt động tại những cái kia bồ đoàn sàn gỗ trước mỗi lần có chọn chúng đồ vật nàng há miệng liền đạt thành giao dịch bỏ ra linh thạch cầm lấy đồ vật quay đầu bước đi nàng căn bản liền không cần lại đi tìm trên sân khấu nữ tử áo trắng đi giao nạp tổng ngạch một thành rút thành ngược lại là cùng nàng đạt thành người giao dịch thì là ngoan ngoãn đi đài tròn tìm kiếm tảo lão quái dưới trướng trung thực giao nạp tổng ngạch một thành nàng bàng kiên lần nữa nhíu mày ngũ đại tông phái như nàng giống như lóa mắt nhân vật chính là được hưởng như vậy đặc quyền hàn đình biết hắn suy nghĩ gì cũng là tỏ rõ vẻ ước ao nói ra loại đặc quyền này chỉ nhằm vào cực ít mấy người thí dụ như nàng triệu viện kỳ còn có huyết nguyệt phương bắc hiên Tinh Hà Minh Tạ Hy Văn cùng Liệt Dương Tông Dương Duệ. Bốn người này chỉ cần không chết, tương lai định sẽ dương danh đệ nhị giới, tào lão quái cũng nguyện ý tỏ thiện ý. Dừng một chút, Hàn Đình lại nói, trừ bốn vị này, ngay cả huyết nguyệt cửu nguyên, các tông ngưng thần cảnh các trưởng lão, đều không có như vậy đặc quyền. Còn lôi khôn giống như tán tu, cũng phải y theo tào lão quái chế định quy củ, thành thành thật thật sao nạp một thành tổng ngạch rút thành. Bàng kiên gật đầu minh bạch, hắn cũng chú ý tới, chọn chúng mấy thứ linh tài lôi khôn, quả nhiên cũng cần giao nạp một thành rút thành. Chỉ bất quá, vị kia trỏ lại đài tròn hoa phu nhân, đối mặt lôi khôn lúc sáng tươi cười sẽ sán lạn một chút, sẽ còn chủ động hàn huyên vài câu. Cũng liền chỉ thế thôi, chúng ta cũng đi dạo, bàng kiên tùy ý đi động, lòng có mục tiêu hắn, hỗn tạp ở trong đám người cũng không thu hút, cùng triệu viện kỳ cùng một đường khương lê, cũng không có chú ý tới hắn. Một khắc đồng hồ sau. Bàng Kiên liền biết trong chợ giao dịch trưng bày vật phẩm, so với hắn ngày đầu tiên thấy linh tài, giá cả lật ra một mảng lớn. Ngày đầu tiên tán tu xuất ra linh tài, giá cả phần lớn đều tại mấy ngàn linh thạch trong vòng, cực ít có vượt qua 10.000 linh thạch. Lần này khác biệt, tùy tiện tản bộ một hồi, bàng kiên nhìn thấy linh tài, viên đan dược, đồ vật giá cả, đều không ngoại lệ toàn bộ vượt qua 10.000 linh thạch. Mấy vạn linh thạch vật liệu thế mà cũng không hiếm thấy dưỡng hồn đan hắn tại một chỗ sàn gỗ trước dừng lại nhìn qua một bình màu xanh đậm viên đan dược lưu ý lấy phía dưới chú thích sau so trước đó mua an thần đan cao một cái đẳng cấp viên đan dược nghe nói là ngưng thần cảnh đại tu dùng để rèn luyện thần hồn hàn đình chủ động vì đó giải hoặc nói chúng ta đột phá động huyền cảnh về sau trước sẽ ngưng luyện xuất thần biết an thần đan chỉ có thể tăng cường thần thức mà ngưng thần cảnh đại tu tại thần thức trên cơ sở còn đem thần hồn cho thành công ngưng tụ thành Dưỡng hồn đan, chính là ôn dưỡng thần hồn viên đan dược, nó so an thần đan công hiệu càng mạnh. Nghe vậy, bàng kiên nhẹ gật đầu, đã nhìn ra, một bình 10 viên dưỡng hồn đan, tổng giá trị, trọn vẹn 30.000 linh thạch, giá cả cũng là an thần đan gấp 10 lần. Bàng kiên, cái này dưỡng hồn đan tha thứ ta bất lực, người coi trọng ta cũng thật không có biện pháp. Hàn Đình vẻ mặt đau khổ, ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra. Mua không nổi cũng đừng vướng bận, cúi thấp đầu người bán, mặt lộ không vui đuổi người. Các ngươi luôn luôn đứng đấy, người khác liền không nhìn thấy ta quầy hàng. Thật có lỗi, Hàn Đình thức thời, dắt bàng kiên đưa ra vị trí, nói nhỏ. Hắn tựa như là tán tu ngay cả phong, cũng là một vị ngưng thần cảnh đại tu, tên tuổi mặc dù không bằng lôi khôn vang dội, thế nhưng tương đương lợi hại. Dưỡng, hồn đan, là hắn cấp bậc này đại tu dùng được chân quý linh tài, không nghĩ tới hắn vậy mà lấy ra chào hàng. Bàng kiên ở trong lòng nói thầm. 30, không không không, không bao lâu, hắn lại đang trước một gian hàng dừng lại, nhìn qua một bản lấy hộp gỗ bìa cứng lên thư quyển, thấp giọng nói. Đại tạo hóa thánh thể, 50, không 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 linh thạch. Đúng, chính là mươi, không không không, chủ quán hít mắt cười một tiếng, nói ra, đây vẫn chỉ là một thiên tàn quyết, bàng kiên kinh ngạc nhìn qua hắn, đầu trâu mặt ngựa chủ quán, mặc lè lẹt áo bào, tóc dài xám trắng tùy ý áo choàng mắt nhỏ lóe ra xảo trá quang mang, nói. Người không thấy được bản này tôi thể linh quyết, mang theo một cái. Chữ thánh, bàng kiên còn không có kịp phản ứng, Hàn Đình đã mắt lộ ra kỳ dị, cả kinh nói. Thật sự là thánh cấp, ừm, bởi vì là không hoàn chỉnh thánh cấp tôi thể pháp quyết, cho nên ta ra giá chỉ là 50, không 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 linh thạch. Nếu là hoàn chỉnh không thiếu sót, bản này đại tạo hóa thánh thể pháp quyết, giá cả lật không chỉ 10 lần. Chủ quán thở dài một tiếng, hơi có vẻ thổn thức cảm khái nói. Đây là bởi vì, trước mắt chủ lưu tu hành chi đạo, dần dần không ở nắng huyết nhục thân thể rèn luyện rèn luyện. Đổi trước kia, tại tôi thể chi thuật đại hành kỳ đạo thời kỳ, thánh cấp tôi thể chi thuật, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện tại giao dịch như vậy trận. Bộ dáng hèn mọn chủ quán, như tại nhớ lại lấy đi qua, ánh mắt toát ra dị dạng thần thái. Thánh cấp, bàng kiên đột nhiên tỉnh mộ lại, pháp quyết, đồ vật, viên đan dược, đều là chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thánh cấp cùng thần cấp. Hắn lúc trước lắc lư hồi lâu, thấy những cái kia trào hàng đồ vật, phần lớn là trung cao cấp, bất luận pháp quyết đồ vật giá trị đều là mấy vạn. Đã tới thánh cấp bảo vật, truyền ngôn ngay cả đệ nhị giới hồn du cảnh, tịch diệt cảnh đại tu, đều sẽ vì đó tâm động. Có thể hay không nhìn xem, bàng kiên thành tâm thành ý mà hỏi thăm, không có khả năng, chủ quán lắc đầu, sụ mặt lạnh lùng nói, 50, không 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 linh thạch, mua lại có thể đi trở về từ từ xem, ta còn nhất định phải trước đó nói rõ, bản này đại tạo hóa thánh thể chỉ là thượng thiên. Có khác hạ thiên thất lạc ở bên ngoài, chỉ tiếc ta còn không có tìm tới, cũng không biết thất lạc ở nơi nào. Đương nhiên, chủ quán nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, nếu như tìm cho ta đến xuống thiên, ta cũng sẽ không lấy ra bán ra. Bàng kiên giữ im lặng, một bình hắn chọn chúng dưỡng hồn đan 30.000, một thiên tàn quyết 50, không vẻn vẹn hai thứ vật phẩm này chính là thiên văn sổ tự trừ phi, con mắt hơi sáng về sau, hắn ngay tại chủ quán bên cạnh, tùy ý tìm một cái bỏ trống bổ đoàn ngồi xuống. Tâm niệm vừa động, hắn liền đem cây kia cấp 7 băng tinh thú sừng thú lấy ra, bày ra trước người sàn gỗ. Ngô, bên cạnh đầu trâu mặt ngựa chủ quán, thình linh dùng mình một cái, nhìn thoáng qua sừng thú, quái khiếu mà nói. Cấp 7 hung thú sừng, hàn đình cũng bởi vì hàn khí khẽ run rẩy lúc này nàng mới hiểu được. Mấy ngày trước đây tại số 56 động phủ, Bàng Kiên vì sao hỏi thăm cấp 6 băng tinh thú sừng thú giá trị. Nguyên lai, like, ở trong tay Bàng Kiên có một cây cấp 7 băng tinh thú sừng thú. Lạnh quá, ai lấy ra cực hàn dị bảo, còn không có lấy bình quán nở rộ a. Ngoá nó, chết cóng ta, cách đó không xa đám tán tu, cũng bị cấp 7 băng tinh thú sừng thú thả ra khốc hàn ba cùng, kinh ngạc nhau nhau trông lại. Cấp 7 băng tinh thú, sừng thú, 400, 000. Bàng Kiên tiện tay nhặt lên một cái mộc bài, ở phía trên viết một hàng chữ nhỏ, liền đặt ở cây kia sừng thú bên cạnh. Bàng kiên, Khương Lê quen thuộc tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Ai, triệu viện kỳ sừng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ lại. Khương sư tỷ người nói là, nàng hồ nghi ánh mắt, nhìn qua một đạo bốn bề hàn vụ xâm xâm thanh niên áo đen, ngạc nhiên nói. Hắn chính là các người nói bàng kiên, chính là hắn, Khương Lê kinh nghỉ đến cực điểm, trước tiên liền hướng phía bởi vì xuất ra cấp 7 băng tinh thú sừng thú, mà trở nên không gì sánh được dễ thấy bảng kiên đi đến, nàng đôi mắt sáng đầy tràn kích động. Ông trời của ta, cấp 7 băng tinh thú, hay là sừng thú, 400, 000 linh thạch, cũng là hợp lý A, à, tiểu tử này lai lịch gì, cấp 7 hung thú linh thú, tại chúng ta đệ tam giới cũng không thấy nhiều, hắn từ nơi nào làm tới. Trong chợ giao dịch rất nhiều người nghe hỏi mà đến, tò mò soi mói, nhìn chằm chằm bàng kiên xem đi xem lại bàng kiên thản nhiên tự nhiên không hổ là thượng giới đại thế gia tử đệ tùy ý xuất ra đồ vật liền có thể làm cho tất cả mọi người kinh thán không thôi xa xa lôi khôn không có tiến lên trước hắn khẽ gật đầu một cái cũng không cảm giác kỳ quái nơi hẻo lánh chỗ trương bân ánh mắt ảm đạm thở dài một hơi đang nghĩ nên như thế nào mới có thể để cho hàn đình bỏ đi đối bọn hắn địch ý bàng lâm ngươi làm sao tại cái này Khương Lê vượt qua chen chúc đám người, đứng ở bàng kiên trước mặt, kích động không thôi nói. Biết nàng cuối cùng sẽ chú ý tới chính mình bàng kiên, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, nói. Ta ở đệ nhất phong tầng 19, số 56 động phủ, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp đi. Tốt, tốt, nội tâm có quá nhiều nghỉ hoặc Khương Lê, cố nén không có hỏi tới xuống dưới, đợi cho triệu viện kỳ cũng đi tới, mới cầm thật chặt triệu viện kỳ cánh tay. Không có hắn, ta cùng chu sư đệ đã sớm chết, cánh tay của ta cũng không có khả năng mọc ra. Nàng đối với triệu viện kỳ thấp giọng nói, cao lạnh thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua thẳng mà ngồi thanh niên áo đen, nói. Ta là Hồng Sơn triệu viện kỳ, ban đêm ta sẽ đi ngươi số 56 động phủ bái phỏng. Lời vừa nói ra, đám người vì đó xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới vị này Hồng Sơn tiểu tổ tông, lại đột nhiên đối với bảng kiên bộc lộ hứng thú, còn nói thẳng muốn ban đêm bái phỏng. Đứng sau lưng bảng kiên hàn đình, Nội tâm cũng tại cuồng hô. Triệu Viện Kỳ, nàng là Triệu Viện Kỳ a?" À. Bàng Kiên thần sắc lạnh nhạt, gật đầu nói, "Được, cái kia chế chút gặp, lưu lại câu nói này về sau." Triệu Viện Kỳ liền lôi kéo Khương Lê, trực tiếp từ trong đám người rút đi. Khương Lê tại lúc rời đi, còn liên tiếp nhìn về phía Bàng Kiên, hiển nhiên có rất nhiều lời muốn hỏi. Nàng còn nhớ thương trong mắt của nàng, "Lạc tỷ, muốn nói vì sao Lạc tỷ không tại?" Tại đám người nhìn soi mói, Bàng Kiên bất động thanh sắc, Mặc cho đám người nghị luận ầm ý. Rất nhiều lại gần người, nhìn xem cây kia cấp 7 băng tinh thú sừng thú, đều toát ra rõ ràng hứng thú, nhưng không có người tiến lên tìm kiếm giao dịch. Tiểu lão đệ, đồ vật của ngươi tuyệt đối là tốt bảo bối, nhưng bởi vì giá cả quá cao, người bình thường cũng không mua nổi. Đầu châu mặt ngựa sát phách chủ quán, nhìn ra bàng kiên cố ý hắn thiên kia không chọn vẹn pháp quyết, rất hữu thiện nói ra. Hiện tại, người bán ra cấp 7 băng tinh thú sừng thú tin tức đã đối ngoại phóng xuất ra, người có thể cùng hoa phu nhân nói một chút, người ngày mai hoặc là ngày kia đoạn thời gian nào đó lại đến. Chờ tin tức lên men một hai ngày, chân chính thích ý sừng thú lại linh thạch rồi rào người, tự nhiên sẽ tại ước định thời gian hiện thân. Nói xong, hắn cười hắc hắc, đem trước khắc chữ một bài bóp chặt lấy, một lần nữa cầm một cái tân một bài viết một hàng chữ. Đại tạo hóa thánh thể, 80.000 linh thạch, trước một khắc còn tại cảm kích hắn bàng kiên, nhìn xem hắn yên lặng làm xong đây hết thảy, còn thản nhiên tự nhiên dương lên tân mộc bài, liền tức giận không có lên tiếng. Đồng dạng đứng ở trong đám người, vị kia chào hàng dưỡng hồn đan chủ quán lập tức phong, như có điều suy nghĩ trở về gian hàng của mình. Chỉ là làm sơ do dự, ngay cả phong liền đem dưỡng hồn đan giá cả, từ 30.000 trực tiếp đổi thành 50, 000. Trường 168, một bút 400, .000, 000 giao dịch, trong chợ giao dịch 80, .000, 000, nhìn xem đại tạo hóa thánh thể phía dưới, một nhóm bắt mắt số mới chữ, bàng kiên ra mặt kéo ra. Người thật là không biết xấu hổ, Hàn Đình nhìn không được, mắt hạnh hàm sát, nhịn không được lạnh giọng mỉa mai. Đầu trâu mặt ngựa chủ quán, không phải là liên phong như vậy thành danh tán tu, cũng không có người mặc ngũ đại tông phái áo bào. Hàn Đình cảm giác cảnh giới của người nọ tu vi, tựa hồ cũng liền cao hơn chính mình ra một chút, cho nên mới dám mỉa mai. Người cái này nói rõ là ngay tại chỗ lên giá, ha ha. Người kia chẳng biết xấu hổ cười cười, tuyệt không sinh khí, gật đầu nói. Người nói không sai, ta chính là ngay tại chỗ lên giá. Chúng ta tất cả vật phẩm, tại không có bán ra trước đó, giá cả đều có thể tùy ý sửa đổi. Tiểu lão đệ tài đại khí thô, chỉ là 80.000 linh thạch thôi, đối với há. N chỉ là chín châu mất sợi lông, nhà đầu ngươi không cần thay tâm hắn đau nhức. Tại hạ hoàng kỳ, bản này đại tạo hóa thánh thể tàn thiên, ta là đặc biệt vì tiểu lão đệ lưu, giá cả chút cao bình thường. Hắn nháy mắt ra hiệu hướng lấy bảng kiên cười quái dị, 50, không 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 linh thạch, chỉ là bản này tàn quyết bình thường giá cả. Không có tiểu lão đệ ngươi, cũng có những người khác có thể xuất ra nổi. Người đây, còn cần trước đem cấp 7 băng tỉnh thú sừng thú chào hàng ra ngoài, ta vì tại ngươi chào hàng sừng thú trong lúc đó, bảo đảm bản này tàn quyết không có bị người khác chọn chúng, đành phải đề cao giá tiền của nó. Bởi vì, chỉ có đắt đỏ như vậy giá cả, mới có thể để cho rất nhiều người ngắm mà lùi bước. Mà ngươi, coi là thật chọn chúng bản này tàn quyết mà nói, ta cảm giác cũng sẽ không để ý thêm ra 30.000 linh thạch. Hoàng kỳ một phen trường thiên khoác lác về sau, hàn đình trên mặt phẫn nộ, một chút xíu biến mất, nàng cảm thấy Hoàng kỳ nói vậy mà rất có vài phần đạo lý. Bàng kiên cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không có gì không ổn, nhân tiện nói. Vậy thì tốt, ngươi chờ một lát ta một hồi, ha ha, ta sở dĩ nâng lên giá cả, có thể không phải là vì chờ ngươi. Hoàng Kỳ cười càng thoải mái, đằng sau, Bàng Kiên trước Kiên nhẫn chờ một hồi, mặc cho chợ giao dịch người nhìn hắn chằm chằm, cũng âm thầm chú ý người Mặc Huyết Nguyệt, âm linh miếu quần áo người ánh mắt. Những tông phái kia người tới, cũng chỉ là một chút đệ tử bình thường, cũng không có như Cửu Nguyên giống như trưởng lão. Hắn cũng không thể từ những người kia trên mặt nhìn ra cái gì không đúng. Cấp 7 băng tinh thú sừng thú, yết giá 400 không linh thạch cũng không phải là ai cũng có thể nuốt trôi. Bàng kiên khổ hầu một hồi, không có cái gì người đi lên bắt chuyện. Ngay tại Bàng kiên có chút không kiên nhẫn lúc. hô, chủ trì hội giao dịch hoa phu nhân, nở nụ cười xinh đẹp về sau, tư thái yêu mỹ từ đài cao bồng bình hạ xuống. nàng cũng không quanh co lòng vòng, vừa đứng đến Bàng kiên trước gian hàng phương, liền trực tiếp cười nói. Tiểu ca, căn này cấp bảy băng tinh thú sừng thú, liền do ta cầm xuống a. Hoa phu nhân, người có phải hay không ngay cả nhà dưới đều muốn tốt? Một bên Hoàng Kỳ cười hì hì hỏi thăm, hoa phu nhân nhíu mày, nàng liếc qua Hoàng Kỳ, cảm thấy người này nhìn không quen mặt, liền không vui nói. Nghĩ kỹ hay là chưa nghĩ ra, cùng, người cũng không có quan hệ gì. Lần nữa hướng bàng kiên lúc, nàng lại mặt lộ dáng tươi cười, nói. Liền lấy 400, không 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 linh thạch giá cả. Bàng kiên sảng khoái nói, thành giao, Xoạt, từng khối phóng thích ra nhu hòa quang trạch linh ngọc, lập tức đắp lên tại bàng kiên sàn gỗ trước, đợi cho sàn gỗ không buông được, lại đang bàng kiên trước người bồ đoàn từng cái hiện ra, 4.000 linh ngọc, một khối linh ngọc có thể hối đoái 100 khối linh thạch, đúng lúc là 400, không không không, người tốt nhất kiểm lại một chút. Hoa phu nhân chỉ vào linh ngọc cười nói, được, bàng kiên lúc này đứng dậy, mới chuẩn bị kiểm kê lúc. Hàn Đình chặn lại nói, bàng kiên, không cần cẩn thận kiểm kê, tuyệt đối không sai số lượng ha ha tiểu lão để cứ việc yên tâm hoa phu nhân hay là có danh tiếng hoàng kỳ cũng cười chen vào nói nha bàng kiên nhẹ gật đầu trước đem sừng thú đưa cho hoa phu nhân lại đem từng khối linh ngọc hướng về chính mình vòng tay chữ vật chuyển di thuận miệng hỏi cái kia cần bỏ ra rút thành sao giao dịch với ta không cần hoa phu nhân cười khoát khoát tay ấm giọng ngươi nhìn để ta tới mua xuống ngươi sừng thú Thế nhưng là cho người chọn vẹn bớt đi 40,000. Ừm, hoàn toàn chính xác bớt đi không ít. Lúc nói chuyện bàng kiên tìm được trước hoàng kỳ, lấy ra 800 khối linh ngọc, đổi lấy đại tạo hóa thánh thể tàn quyết. Ta cùng hắn giao dịch, bàng kiên nhìn về phía hoa phu nhân. Hoa phu nhân kinh ngạc, nghiêm mặt nói, một mã là một mã, người mua sắm hắn linh quyết, một thành rút thành cũng không thể thiếu. Nha, bàng kiên chăm chú kiểm kê ra 80 linh ngọc, suy nghĩ một chút hắn lại lấy ra 50 khối linh ngọc, cùng một chỗ trồng chất. Tại chính mình phía trên sàn gỗ, nói, ta còn có một vụ giao dịch, cái này hai bút sút thành, ta cùng một chỗ trước giao cho ngươi. Hắn đã sớm thấy được phương xa liên phong, hướng phía hắn dơ cao lên dưỡng hồn đan cùng mới một bài. Hoa phu nhân mỉm cười, nói, ta thích theo quy củ làm việc người. Nàng nhìn xem bàng kiên tìm được tán tu liên phong, lấy ra 500 linh ngọc, tìm liên phong hối đoái một bình dưỡng hồn đan. Ngươi, còn có ngươi. Hoa phu nhân chỉ hướng Hoàng Kỳ, còn có xa xa liên phong, thản nhiên nói. Nhớ kỹ giao nạp một thành rút thành. Hô, nàng lại nhanh nhẹn hướng về đài cao, nắm cấp bảy băng tinh thú sừng thú, nội tâm âm thầm mừng thầm. Đông giã lão quỷ, đã sớm xin nhờ chúng ta tìm kiếm cao đẳng giai hàn thú sừng nhọn, căn này cấp bảy băng tinh thú sừng thú, xoay tay một cái giá trị chỉ, chỉ ít gấp bội. Nghĩ như vậy, nàng thấy lại hướng bảng kiên lúc, càng xem càng cảm thấy thuận mắt cầm tới chính mình cần thiết bàng kiên, tìm tới lúc trước âm thầm lưu ý mấy người, hỏa tốc mua một chút cửu tiêu huyền lôi, cùng thối độc quỷ trướng loại hình âm hiểm tiêu hao phẩm, liền không chút nào lưu niệm xoay người hướng phía bên ngoài bước đi. Còn không có tận hướng hàn đình, do so dự một chút, nói ra. Bàng kiên, ta đi dạo nữa đi dạo, chúng ta chế chút gặp lại. Ừm, bàng kiên lạnh nhạt đáp lại một câu, xem ra, không cần chờ đến ban đêm, chúng ta cái này đi bái phỏng hắn chợ giao dịch một chỗ khác triệu viện kỳ, đưa mắt nhìn bàng kiên đi xa, nói với Khương Lê. Đi thôi, Khương sư tỷ Khương Lê nhẹ nhàng gật đầu, dây lát sau, vừa mới trở về số 56 động phủ, mới chuẩn bị lấy ra đại tạo hóa thánh thể phỏng đoán bàng kiên, liền nghe đến tiếng có cửa. Vừa mở cửa, hắn liền thấy tóc bạc triệu viện kỳ, lưng đeo to lớn tử hồng hồ lô. Khương Lê đứng tại nàng bên cạnh, triệu, triệu viện kỳ, sát phách động phủ cao nguyên, nghe được bàng kiên trở về động tính, mới mở ra cửa đá chuẩn bị hỏi một chút tình huống, liếc nhìn Hồng Sơn Triệu Viện Kỳ đứng tại bàng kiên động phủ trước. Không nghĩ ra cao nguyên, liền ngơ ngác nhìn qua Triệu Viện Kỳ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vào đi, trong động phủ bàng kiên khẽ quát một tiếng, Triệu Viện Kỳ cùng Khương Lê trọt bước vào trong đó. Cao Nguyên đứng tại hành lang bên trong, nhìn xem từ nội bộ đóng lại cửa đá, trong lòng một mảnh lộn xộn. Bàng Kiên, Khương Lê mím môi, nàng ở trong động phủ nhẹ nhàng hạ thấp người hành lễ thành khẩn nói ra cảm ơn ngươi tại bát quái thành vì ta cùng chu sư đệ làm hết thảy chu sư đệ sau khi trở về bởi vì ngươi tiêu trầm thật lâu tu luyện cũng không có tâm tư ta hàn đô bình cũng lo lắng ngươi cùng lạc tỷ nhưng ta năng lực có hạn cũng không biết làm như thế nào giúp ngươi chu sư đệ hồi trước nghe nói đồng thiên trạch muốn đi tam tiên đảo bỏ lại ta liền đi nửa đường nàng nhẹ nói lấy phân biệt về sau phát sinh ở nàng cùng Chu Khanh Trần trên người sự tình. Bàng Kiên cũng từ đó biết được, Chu Khanh Trần cùng Hàn Đô Bình hai người đã từng dự định tại Tam Tiên đảo chặn giết Đồng Thiên Trạch. Bởi vì trên đường bỗng nhiên nghe nói, ở hạ giới xuất hiện kinh khủng tai họa, mới vội vã trở về đệ tứ giới. Lạc tỷ, người nàng đâu? Khương Lê nhìn quanh một phen, gặp hang động không có những người khác, nghỉ ngờ nói. Thích Thanh Tùng đều nói cho ta biết, Lạc tỷ phụ thể ninh ra tiểu thư, nàng mới thật sự là chiếu cố ta cùng tô manh người kia. Bàng kiên, ta muốn gặp một lần lạc tỷ, muốn tự mình hướng nàng biểu đạt một chút ta cảm kích. Khương Lê năn nỉ nói, tại bồ đoàn tòa hạ bàng kiên, nhìn Khương Lê một chút, lại nhìn một chút triệu viện kỳ. Khương sư tỷ sự tình, chính là ta sự tình, lãnh ngạo thiếu nữ trước tiên tỏ thái độ, mấy tháng gần đây, nàng nghe Khương Lê cùng Chu Khanh Trần nói rất nhiều bàng kiên sự tích. Đối với cái này vì Chu Khanh Trần, có can đảm ám sát kiếm lâu thích thanh tùng hạ giới thanh niên cũng có mấy phần ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo bội phục cũng là như thế nàng nguyện ý bởi vì khương lê đi hỗ trợ tiên vào nguyên mãng ngày đầu tiên tatia ước tiên ở động phủ vào ở nàng đi lên phương đổi lấy tham dự lệnh bài trở về trên đường nàng liền không biết tung tích có tán tu thấy được nàng rời đi nguyên mãng đệ nhất phong do so dự một chút bàng kiên lại nói chúng ta cùng huyết nguyệt âm linh miếu có chút thù hận ta hoài nghỉ là huyết nguyệt, âm linh miếu người làm. Sư muội Khương Lê trông mong nhìn qua triệu viện kỳ, các ngươi trò chuyện, ta đi tìm người hỏi một chút nhìn. Cóng cực đại hồ lô rượu thiếu nữ, gọn gàng bước ra động phủ, lấy nàng con đường cùng mạng lưới quan hệ đi nghe ngóng. Bàng kiên, người đừng nhìn nàng nhỏ tuổi, ta người sư muội này rất lợi hại, chúng ta hồng sơn trưởng lão đều nghe nàng, Khương Lê thần sắc nghiêm túc nói ra. Ừm, ta nghe rất nhiều người nói qua nàng, bàng kiên nhẹ nhàng gật đầu trong lòng cũng có chút chờ mong triệu viện kỳ thân phận địa vị bầy ở đó nhi nhân mạch cùng mạng lưới quan hệ không phải hắn có thể so sánh hắn đoán không ra tình huống có lẽ vị này hồng sơn thiên tri kiêu nữ liền có thể mò thấy đằng sau hắn liền cùng khương lê câu được câu không nói chuyện phiếm hắn lưu lại một cái tâm nhãn chỉ nói hắn cũng là từ đệ tam giới mặt kính đường hầm cùng lạc hồng yên cùng nhau đi ra trước đó ngay tại đệ tam giới các đại toái địa lắc lư nghe nói tào lão quái thịnh hội đặc sắc, hai người liền cưỡi vân phàm mà tới. Ngoài động phủ đường đi, cao nguyên ổn định tâm cảnh, sắc mặt phức tạp nhìn xem bàng kiên động phủ, nhỏ giọng nói. Triệu viện kỳ, vậy mà thật tại động phủ của hắn, ngây người, người lâu như vậy mới đi. Còn có một cái hồng sơn nha đầu, trước mắt còn tại trong động phủ của hắn, không biết hai người trò chuyện cái gì. Bỗng nhiên, năm 53, năm 54, năm 55, Cao Nguyên nghe được có người một đường đêm lây số, từ nơi không xa từ từ đi tới. Chờ đến động phủ của hắn trước, người kia ngừng lại, nhìn xem bàng kiên động phủ sáng sủa cười một tiếng. Số 56 động phủ, các hạ, cũng là tìm bàng tiểu ca. Cao Nguyên thăm dò hỏi một câu, thần thái lười biếng thanh niên mặc áo lam, khuôn mặt tổ ấn mỹ, gật đầu cười. Đúng vậy, ta cũng là tới tìm ta, hảo bằng hữu bàng kiên, nói đến bằng hữu hai chữ lúc, thanh niên mặc áo lam trong mắt hiển hiện một tia thông ý, giống như nghĩ tới điều gì không chịu nổi chuyện cũ cao nguyên cũng không cảm thấy thầm nghĩ quả là thế ngay tại hắn chuẩn bị nói bên trong có người lúc bỗng nhiên chú ý tới thanh niên mặc áo lam lồng ngực chỗ thêu lên một tòa kỳ hình như kiếm lầu cát lầu cát treo ở giữa không trung như phong mang hướng xuống chín tiết lợi kiếm mỗi một tiết đều là một tầng lầu kiếm lâu thích thanh tùng cao nguyên nghẹn ngào la hoảng lên thích thanh tùng cười nhạt một tiếng sờ lên mặt mình dám thúi nói xem ra ta anh Tuấn lỗi lạc tên, đã truyền khắp đệ tam giới, ngay cả như ngươi loại này tán tu vậy mà đều biết. Bàng kiên, nói xong, hắn liền đông 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 gõ cửa, mươi 169, thích thanh tùng lựa chọn số 56 động phủ, nghe được gõ cửa người lười biếng thanh âm, bàng kiên cùng Khương Lê hai người, sắc mặt tất cả đều hơi đổi. Sát tinh này, Khương Lê khuôn mặt nhỏ lộ ra lo lắng, vội vàng nói. Ta tiểu sư muội trùng hợp không tại, hắn một cánh tay bởi vì ngươi mà đứt, hắn cố ý tìm tới, có lẽ là tìm ngươi trả thù. Đừng lo lắng, đây là nguyên mãng đệ nhất phong. Bàng kiên cấp tốc khôi phục tỉnh táo, trầm giọng nói. Vào ở đệ nhất phong người tu hành, lẫn nhau nghiêm cấm chém giết tranh đấu, ai cũng không cho phép phá hư quy củ. Trong miệng an ủi lấy Khương Lê, đánh giá không cho phép thích thanh tùng ý đổ đến hắn, hay là đứng dậy mở ra cửa đá. Ngoài động phủ, một thân áo làm thích thanh tùng, cùng tại bát quái thành lúc giả dạng không có khác nhau quá nhiều, đầu kia đứt gãy cánh tay cũng một lần nữa mọc ra trên mặt mang sán lạn ý cười a à, người cũng tại a à. không đợi bàng kiên mời thích thanh tùng trước cùng trong động phủ khương lê mỉm cười nhẹ gật đầu liền đem ngăn ở cửa ra vào bàng kiên đẩy ra phối hợp đi vào hai người sự tình nói xong không thích thanh tùng ngồi tại trên chiếc chế phảng phất hắn mớ nghi là chủ nhân đồng dạng cười hì hì nhìn xem khương lê cùng bàng kiên khương lê há miệng muốn nói thích thanh tùng mở miệng lần nữa ta cùng bàng kiên có lời nói, nếu như ngươi không có chuyện trọng yếu, liền xuống lần tới tìm hắn. Khương Lê hít một hơi, tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, quát khẽ. Thích thanh tùng, ta tu tù vi cảnh giới thấp, không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta tiểu sư muội triệu viện kỳ, cùng ta quan hệ cá nhân là tốt nhất, nếu như ngươi dám đối với bàng kiên. Thích thanh tùng nhịn không được cười lên, lắc đầu, nói. Ngươi nghĩ gì thế, nơi này là nguyên mãng đệ nhất phong, tào lão quái mặt mũi, ta cũng không dám không cho. Ta đây, chính là hòa hảo bằng hữu hồi lâu không thấy, muốn đơn độc nói chuyện cố thôi. Bằng hữu bằng kiên vô ý thức, nhìn về phía thích thanh tùng một lần nữa mọc ra cánh tay kia. Hắn nghĩ tới bát quái thành trong phủ, chính mình nâng thương từng bước một tới gần lúc, người này lớn tiếng la hét, nói sẽ là bằng hữu của mình. Rời đi bát quái thành về sau, ngay cả trèo hai cảnh thích thanh tùng, từ kiếm lâu đệ tử ngoại môn, một lần nữa thành đệ tử nội môn. Gần đây, người này tại thứ hai đệ tam giới danh tiếng đang thịnh đã là động huyền cảnh tu vi cho nên khi hắn nói ra bằng hữu hai chữ lúc bàng kiên cảm thấy đây là một loại không có hảo ý trào phúng nghĩ tới đây là nguyên mãng đệ nhất phong bàng kiên trầm ngâm một chút liền nói với khương lê không có việc gì ta cùng hắn đơn độc tâm sự cái kia vậy được rồi khương lê không yên tâm mấy bước vừa quay đầu lại mà nhìn xem thích thanh tùng đợi cho ra động phủ nàng vẫn không quên nói ta nghe tại bên ngoài, Bàng Kiên có việc ngươi nói một tiếng. Nói xong, nàng mới đưa cửa đá đóng lại. Ngoài động phủ, nàng nhìn thấy một nam một nữ tụ cùng một chỗ nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn về phía số 56 động phủ, cả kinh nói. "A, à, các ngươi, nữ, chính là tại chợ giao dịch lúc, từ trước đến nay Bàng Kiên kết bạn vị kia. Thật là kiếm lâu thích thanh tùng, mới từ chợ giao dịch trở về Hàn Đình, trông thấy một đạo thanh niên mặc áo lam tiến vào Bàng Kiên động phủ." mắt thấy cao nguyên thần sắc kinh dị đứng tại con đường bằng đá, sau khi nghe ngóng mới biết người tới thân phận. Nàng chính cảm thấy rung động lúc, mắt thấy Khương Lê đi ra, liền mỉm cười hữu hảo gật đầu. Khương Lê miễn cưỡng cười một tiếng, cùng hai người bọn họ đứng chung một chỗ, ngạc nhiên nói. Các ngươi, bang tiểu ca bằng hữu cao nguyên vội vàng tỏ thái độ, hàn đình chỉ là ừ một tiếng, nàng không biết nên như thế nào định nghĩa, nàng cùng bằng kiên quan hệ trong đó, chính nàng cảm thấy còn không đạt được bằng hữu cấp độ này, nhưng lại không có mở miệng phủ nhận. Nghe chút hai người là bàng kiên bằng hữu Khương Lê liền chân thành nói. Có thể trở thành bằng hữu của hắn, thật, rất may mắn, rất may mắn. Trong động phủ, không đợi bàng kiên mở miệng nói chuyện, Thích Thanh Tùng hơi nhướng mày, nói. Đem người tham dự lệnh bài cho ta, vì sao, bàng kiên ngạc nhiên nói. Vật kia nếu như tại, người ta nói chuyện không tiện. Thích Thanh Tùng điểm một cái cái bàn, gia hiệu Bàng Kiên đem lệnh bài bày ra đi lên. Bàng Kiên theo lời tới, đem lệnh bài nhét vào ngón tay hắn chi địa. Một khối sáng long lanh trong vắt tử thủy tinh, từ thích thanh tùng lòng bàn tay đột nhiên thoáng hiện, tử thủy tinh nội bộ có từng chùm tử điện xen lẫn, hóa thành một cái đồ án thần bí. Chính là khối này tử thủy tinh, bị hắn đặt ở Bàng Kiên trên lệnh bài, như che đậy ngăn cách cái gì. Có lệnh này ở đây, phàm là nhắc lên tào lão quái cùng hoa phu nhân tên của hai người còn có một số mấu chốt mẫn cảm từ ngữ, hoa phu nhân liền có thể mơ hồ cảm giác. Lấy tử thủy tỉnh che lại lệnh bài về sau, thích thanh tùng thần sắc lập tức buông lỏng rất nhiều. Hắn lười biếng đem phía sau lưng dán chặt lấy chiếc ghế, nhịch lên chân bắt chéo, nói. Tào lão quái cùng ta khoe khoang qua, nói hai người bọn họ đem nguyên mãng đệ nhất phong chế tạo thành một cái cõ lón trận liệt, vào ở người khí huyết sinh cơ chỉ cần đột nhiên trên diện rộng giảm mạ. NS, hoặc là hồn phách chôn vùi vào đây, hoa phu nhân đều có thể lập tức phát giác đệ nhất phong từ đục xuyên vách đá chế tạo động phủ bắt đầu hoa phu nhân ngay tại bố cục chỉ cần có người tại đệ nhất phong xảy ra chuyện hoa phu nhân liền có thể lập tức biết sẽ lập tức phái người tới điều tra thậm chí tự mình xuất thủ thích thanh tùng nói ra trong đó huyền diệu bàng kiên biến sắc lệnh bài trong bóng tối nhìn trộm tất cả mọi người hắn nhớ tới mình tại trong động phủ những ngày này hành động lây đồng bài chuyển vận kim diệu thạch nhật tỉnh thạch đi đệ ngũ giới lại từ đệ ngũ giới cẩm tới băng tỉnh thú sừng thú đột nhiên cảm thấy không rét mà run nhìn trộm không được chỉ có thể thỉnh thoảng nghe nghe chút thôi thích thanh tùng cười lắc đầu giải thích nói hoa phu nhân cũng không có nhiều như vậy tỉnh lực đi nghe lén nguyên mãng đệ nhất phong tất cả vào ở người đối thoại chỉ là tại có người nhắc lên tào lão quái cùng nàng danh tự lúc nàng mới có thể chú ý tới có lẽ sẽ phân thần cẩn thận nghe một chút tại một cái thời gian điểm có rất nhiều người đồng thời nói lên nàng cùng tào lão quái danh tự lúc, nàng đều chiếu cố không được. Yên tâm, không có người nghĩ như vậy mơ hồ, thích thanh tùng bình chân như vậy nói. Nha, bàng kiên lúc này mới tại bồ đoàn tòa hạ, dựa lưng vào cứng rắn vách đá, nhíu mày hỏi. Người thế nào biết ta ở chỗ này? Cấp 7 băng tinh thú sừng thú, giá trị 400, không không linh thạch, đây là hôm nay chợ giao dịch lớn nhất một vụ giao dịch. Thích thanh tùng cười nhạt một tiếng, nói ra. Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, muốn không làm cho người chú mục đều không được. Trong chợ giao dịch, Khương Lê còn gọi ra tên của ngươi, ta hỏi thăm một chút liền biết là ngươi. Mà lại, ta cũng đoán được ngươi hẳn là tại nguyên mãng toái địa. Thích Thanh Tùng câu nói sau cùng nói ra lúc, cau mày. Ngươi biết ta tại nguyên mãng toái địa, bàng kiên kinh quát, hội hai cái sứ thanh hoa vào rượu, bị Thích Thanh Tùng đột nhiên từ vòng tay chữ vật lấy ra, trước tiện tay vứt cho bàng kiên một cái, chính hắn xé mở một cái khác phong thư, uống hai ngụm rượu, mới nói. Vừa uống vừa trò chuyện, nha, bàng kiên ra dáng địa, cũng xé mở mỡ đông nước đọng phong thư, lập tức ngửi được xông vào mũi mùi rượu. Uống hai ngụm, cảm thụ được thuần hậu tử thể vào bụng, thân thể của hắn một chút xíu địa biên ấm. So với lúc trước chu khanh trần rượu, thích thanh tùng vào rượu bên trong rượu không đủ cay độc, cửa vào cực kỳ nhu hòa thuận hoạt. Tiểu tử ngươi, lúc trước ta và ngươi không oán không cừu, người mới chỉ là thông mạch cảnh tu vi dám vì chu khanh trần mốc đại cá tử kia đối với ta nâng thương đâm tới thích thanh tùng cảm khái thở dài lấy kỳ dị ánh mắt nhìn về phía bàng kiên cả giận nói hơn nữa còn là hai lần gặp hắn vừa lên đến liền lôi chuyện cũ bàng kiên em mờ lìm không lên tiếng chỉ là cúi đầu uống rượu sau khi thất bại tại đồng tiểu tử truy sát dưới người lại đem chu khanh trần đưa vào mặt kính đường hầm chính mình thì lưu lại thích thanh tùng vừa nói vừa uống rượu trong mắt dần dần có vài tia nhập nhèm chỉ ý. Bàng kiên liếc qua, cảm thấy, tử lượng của hắn tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ. Gia hỏa này uống rượu, giống như chính là vì tại mắt say lờ đờ nhập nhèm trạng thái, nói chút chính mình bình thường không muốn nói. Bàng kiên, ta phải biết ngươi đi vào nguyên mãng, vào ở tại đệ nhất phong về sau, từng đứng trước một lựa chọn, thích thanh tùng vừa đau uống mấy ngụm rượu, mặt đã đỏ rừng rực, cau mày nói ra. Bát quái thành lúc, ta bị ngươi ép tự đoạn một tay, từng nói qua sẽ là ngươi. Bằng hiểu, ngươi biết, đó là đương nhiên không phải phát hồ thực tình. Bằng kiên nhẹ nhàng gật đầu, cho nên, thích thanh tùng hừ lạnh một tiếng, nói, cho nên, bằng vào ta bây giờ động huyền cảnh tu vi, bằng vào ta tại kiếm lâu thân phận địa vị, tăng thêm tào lão quái tận lực nịnh bợ ta, ta là có thể là ngày đó báo thù. Tại bước vào căn này động phủ một khắc này, ta có thể là địch nhân của ngươi, trước đem ngươi châm chọc khiêu khích một bê. Hèn, lại xin nhờ tào lão quái tùy ý tìm cái cớ, đưa ngươi đuổi ra đệ nhất phong. Chỉ cần ngươi rời đệ nhất phong, ta liền có thể lập tức ra tay với ngươi, rửa sạch ngươi tại bát quái thành đối ta nhục nhã. Nhớ kỹ, hay là hai lần, không, ba lần, thích thanh tùng trước rỗi ra hai cây đầu ngón tay, ngẫm lại cảm thấy chưa đủ, hắn lại tăng thêm một đầu ngón tay, tức giận nói. Để cho ta tự đoạn cánh tay là một lần, ngươi hai lần lấy thông mạch cảnh tu vi, dám tập kích ta thích thanh tùng, cũng là đối ta nhục nhã bàng kiên trầm mặc uống rượu nghe hắn thổ lộ nội tâm thiên bảo lý ra tiểu tử thân phận địa vị tự nhiên bất phàm đối với người ấn tượng cũng vô cùng tốt nhưng là tại ta liên tiếp phá hai cảnh một lần nữa trở thành kiếm lâu đệ tử nội môn về sau hắn lý ra thân phận cũng ép không được ta thích thanh tùng cười ngạo nghễ côn thái lộ ra lão tử năm đó vốn là kiếm lâu thiên phú người mạnh nhất một trong chỉ là bởi vì tìm kiếm thiên nhân hợp nhất đột phá rượu cảnh gặp điểm ngăn trở thôi. Tại ta lấy khao khát thiên nhân hợp nhất trạng thái, tấn thăng làm tiên thiên về sau, ta liền siết phá tâm ma. Ta cầm lại vốn là thuộc về ta hết thảy. Thích thanh tùng càng nói càng hăng hái, càng uống cũng càng mạnh hơn, hắn lẩm bẩm lẩm bẩm mãnh liệt rót rượu. Không có vận chuyển linh lực loại bỏ tử dịch ảnh hưởng hắn, tử lượng lúc đầu cũng không tốt, thời gian dần qua liền say. Hắn bản thân nói khoác một phen, lượn quanh một vòng to về sau, rốt cuộc một lần nữa cắt vào chủ đề một cái là báo ta tại bát quái thành thù bị nhục một cái là buông xuống thù hận thực hiện ta tại bị ngươi bức bách phía dưới làm ra hứa hẹn trở thành bằng hữu của ngươi ta suy nghĩ hồi lâu cuối cùng ta tuyển người sau muốn cùng ngươi bằng kiên trở thành bằng hữu ta biết ngươi người mang kỳ dị biết ngươi có bí mật của mình nhưng ta thích thanh tùng cũng không sợ ngươi ta thậm chí tin tưởng ta có thể tại nguyên mãng đệ nhất phong diệt trừ ngươi ta sẽ chọn người sau lựa chọn cùng ngươi trở thành bằng hữu chỉ vì ngươi đối đãi chu khanh trần ngốc đại cá tử kia phương thức. Ta cũng khát vọng có như vậy một người bạn, vì ta dám liều chết vượt biên khiêu chiến, đi đối mặt không có khả năng chiến thắng địch nhân. Ta cũng hy vọng có như vậy một người bạn, tình nguyện chính mình lưu lại chết, cũng muốn đưa ta sống rời đi. Có thể đem toàn bộ phía sau lưng hiện ra cho hắn, không cần phải lo lắng phản bội, vĩnh viễn không lo lắng hắn sẽ từ phía sau đâm đao bằng hữu. Ta thích thanh tùng đời này cũng không có gặp được một cái A. À. Trường 170, lạc hồng yên hạ lạc châu quang sáng tỏ trong động phủ thích thanh tùng mắt say lờ đờ nhậm nhèm hắn lười nhác ngồi tại trên chiếc ghế tới lui chân bắt chéo vừa uống rượu bên cạnh thổ lộ tiếng lòng bên cạnh trên bồ đoàn bàng kiên lưng tựa cứng rắn vách đá không có mở miệng nói chuyện cũng chỉ là yên lặng uống rượu uống say 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 thích thanh tùng tựa hồ muốn đem những năm này phiền muộn tâm tư một mạch thổ lộ hết đi ra hắn bắt đầu nói hắn trước kia đến cỡ nào phong quang thân là đệ tử nội môn lúc kiếm lâu đến cỡ nào coi trọng hắn còn nói hắn từ nội môn đệ tử biến thành đệ tử ngoại môn về sau trước kia nội môn sư huynh đệ một chút buồn nôn hành vi từ trước đến nay lời nói không nhiều bằng kiên rất tốt đóng vai một cái người lắng nghe nhân vật hắn rất có kiên nhẫn nghe thích thanh tùng kể rõ chính mình quá khứ cũng từ đó biết được thích thanh tùng khi tiến vào bát quái thành thí luyện trước từng có một đoạn thời gian dài sầu não uất ức kỳ những năm kia hắn ngay cả một cái có thể thổ lộ hết đối tượng đều không có có thể nói nếm tận tình người ấm lạnh không biết nên an ủi ra sao hắn bàng kiên cũng chỉ là yên lặng uống rượu nghe hắn nói một mình dần dần thích thanh tùng vậy mà tại động phủ bắt đầu nhẹ giọng máy không có chút nào phòng bị ngủ thiếp đi một vị kỳ tài ngút trời từng rơi xuống đến đáy cốc bây giờ lại tỏa sáng dị sắc bàng kiên nhìn qua hắn nhẹ giọng đánh giá sau một hồi đông 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 dồn dập tiếng gõ cửa không chỉ có đem nhập định bàng kiên bừng tỉnh cũng làm cho ngủ thật say thích thanh tùng đột nhiên tỉnh lại ngô ta lại ngủ thiếp đi thích thanh tùng lộ ra có chút ngượng ngùng hắn lấy ống tay áo tùy ý dụi dụi mắt sừng lại lau lau rồi bên miệng nước bọt cười nhạt một tiếng nói xem ra ta là thật yên tâm ngươi bàng kiên nhẹ nhàng gật đầu ta là triệu viện kỳ ngoài cửa truyền đến lãnh ngạo thiếu nữ quát nhẹ âm thanh ngủ một giấc thích thanh tùng hít một hơi thật sâu kinh nạp nói Hồng Sơn Triệu Viện Kỳ. Hô, đột nhiên, từ hắn toàn thân trong lỗ chân lông, phiêu giật ra nồng đậm mùi rượu. Những cái kia ảnh hưởng hắn đầu óc thanh tỉnh tử dịch, bị hắn lấy loại phương thức này, tại thời gian rất ngắn bài xuất bên ngoài cơ thể. Đợi cho bàng kiên đứng dậy mở ra cửa đá, triệu viện kỳ trợt một xích lại gần, đã nghe đến gai mũi mùi rượu. Hai người, cóng hồ lô lớn thiếu nữ tóc bạc, nhíu mày, lạnh lấy tinh mỹ khuôn mặt nhỏ nói. Trốn ở động phủ uống bao nhiêu rượu, Ngoài động phủ, thò đầu ra nhìn hướng vào phía trong nhìn Khương Lê, cũng bị nồng đậm mùi rượu sặc một cái. Cũng không uống bao nhiêu, chỉ là ta tử lượng không tốt lắm, vốn lại suy nghĩ nhiều uống mấy ngụm. Thích Thanh Tùng thản nhiên nói, hắn vung lên ống tay áo, liền có kiếm ý lăng lệ mang theo cương phong, đem tất cả mùi rượu quét ra động phủ. Đạo ợi cho trong động phủ mùi rượu tán không sai biệt lắm, thiếu nữ tóc bạc hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới tiên vào động phủ. Nàng trọt đem cửa đá đóng lại, cửa đá vừa đóng, trừ phi lôi khôn giống như ngưng thần cảnh, thường nhân căn bản nghe không được bên trong nói chuyện, đây cũng là đệ nhất phong động phủ chỗ kỳ diệu. Lệnh bài này, nàng mắt lộ ra dị sắc, nhìn một chút bị tử thủy tỉnh đè ép lệnh bài, hỏi. Vì ngăn chặn hữu tâm người nhìn trộm, thích thanh tùng mỉm cười gật đầu. Hai người, nói ra suy nghĩ của mình triệu viện kỳ, nhíu mày nhìn một chút thích thanh tùng, có vẻ hơi do dự. Bàng kiên chủ động nói, bằng hữu tỉnh táo lại thích thanh tùng, nhếch miệng sáng sủa cười một tiếng. Không sai, ta cùng bàng kiên là bạn tốt, không có gì giấu nhau loại kia. Hắn cố ý tăng thêm một cái chữ tốt. a à, nếu là dạng này, nghe nói hai người có khúc mắc triệu viện kỳ, có vẻ hơi bán tín bán nghi, nhưng cũng không có tị húy cái gì, nghiêm túc nói ra. Bàng kiên, ta tìm người nghe ngóng, người cùng Khương Sư tỷ nói vị kia, hẳn là bị tào lão quái cho bắt sống. Tào lão quái, bàng kiên bỗng nhiên đứng lên, trầm mặt nói chúng ta cùng tào lão quái không có ân oán vừa cẩn thận suy nghĩ một chút hắn vững tin bọn hắn cùng tào lão quái không có giao tập thực sự không rõ vì cái gì nguyên mãng toái địa trưởng khống giả sẽ đem lạc hồng yên cho bắt sống ha ha thích thanh tùng híp mắt mà cười nói nguyên lai like, ngươi là giúp bàng kiên nghe ngóng tin tức đi ngươi có gì cao kiến triệu viện kỳ đứng trong động phú không hề sợ hãi nhìn qua hắn không có bởi vì hắn là kiểm lâu đệ tử nội môn mà có một tia bất an chỉ có thể nói đúng dịp. Thích Thanh Tùng giật giật khóe miệng, hắn lấy đầu ngón tay gõ lấy bản gỗ, dần dần thu liếm khóe miệng dáng tươi cười, thần sắc nghiêm nghị nói. Bàng Kiên, ta lần này cố ý tìm tới, cũng là muốn cùng ngươi nói chuyện này. Tin tức của ta, so với nàng càng thêm chuẩn xác cẩn thận, bởi vì ta tin tức từ tào lão quái bản nhân. Bàng Kiên bày ra rửa tai lắng nghe tư thế, triệu viện kỳ hơi có vẻ kinh ngạc, nhẹ gật đầu, thừa nhận nói. Tin tức của ta tương đối mập mờ, chỉ là có người nhìn thấy tào lão quái cùng một tên đeo mảng che mặt nữ tử mỹ lệ tại nguyên mãng thiên ngoại một khối cực đại thiên thạch chỗ phát sinh qua xung đột về phần hai người vì sao lên chiến đấu hai người có thủ oán gì ta xác thực không quá rõ ràng triệu viện kỳ ăn ngay nói thật bàng kiên hít một hơi âm thanh lạnh lùng nói chúng ta tham gia hắn hội nghị cũng đều là y theo quy củ của hắn làm việc hắn vì sao muốn đột hạ sát thủ là như vậy, Thích Thanh Tùng nói ra hắn vốn là dự định chuyển cáo sự thật. Tào, lão quái tổ chức hội nghị, phía trước mấy ngày cũng không cần hắn đến tự mình chủ trì, cho nên hắn gần đây đi ra một chuyến. Tại hắn trở về trên đường, trải qua nguyên mãng ngoại bộ một khối thiên thạch tản mắt lúc, trên người hắn một dạng dị bảo phát sinh cảnh cáo. Cảm thấy ngạc nhiên Tào lão quái, thế là lấy dị bảo sờ qua đến điều tra, liền nhìn thấy một khối thiên thạch nội bộ, bị người khác ấn có thể tỏa hồn trận liệt bên trong tụ tuôn ra lấy đông đảo linh sát. Tam tiên đảo lăng vân tán nhân thình lình cũng ở trong đó. Tào lão quái lập tức lên lòng nghi ngờ, liền lấy trên thân dị bảo bóp chết những cái kia linh sát, bức bách chủ nhân chính mình hiện thân. Không bao lâu, liền gặp một tên đeo mảng che mặt nữ tử Mỹ Lệ, thở phì phò từ hắn nguyên mãng toái địa bay ra. Song Phương vừa thấy mặt liền bạo phát xung đột, kết quả chính là vị nữ tử kia bị tào lão quái bắt sống. Mà lúc chiến đấu, nữ tử vận dụng lại là huyết nguyệt bí pháp, nàng còn hiểu đến ngưng luyện linh sát, cái này khiến tào lão quái càng ngạc nhiên, đem nó bắt được sau lập tức liên hệ âm linh miếu trưởng lão. Vị kia âm linh miếu trưởng lão, lập tức xác nhận bị hắn bắt sống nữ tử, chính là bị bọn hắn chân áp nhiều năm huyết linh giáo dư nghiệt. Cùng lúc đó, cửu nguyên cũng nghe hỏi mà tới, huyết nguyệt, âm linh miếu, đồng thời hướng tào lão quái đòi hỏi nữ tử kia. Tào lão quái hai bên đều không muốn đắc tội, suy nghĩ một chút, liền bị bắt được nữ tử, làm cuối cùng một ngày dị bảo tiến hành chào hàng, hắn còn chuẩn bị yết giá một triệu linh thạch, để huyết nguyệt cùng âm linh miếu lấy giúp thăm phương thức thu hoạch. Tào lão quái nói với ta chuyện này, còn nói nữ tử thân thể, là lấy chạm tỉnh viết liên một lần nữa đúc thành. Thích thanh tùng sau khi nói xong, nói bổ sung, ta một đoán, liền biết là ngày đó phủ thành chủ lạc hồng yên, lập tức cảm thấy ngươi hẳn là cũng tại nguyên mãng. Trùng hợp, người vậy mà lấy ra cấp 7 băng tỉnh thú sừng thú chào hàng, Khương Lê còn gọi ra tên của ngươi, cho nên ta mới cố ý tìm tới. Triệu viện kỳ nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác so với ta tin tức kỹ càng. Bàng kiên trầm mặt, để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại, sau đó lại đang bổ đoàn ngồi xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Lạc Hồng Yên sẽ không nói tiếng nào đột nhiên biến mất. Không có chuyên môn dùng để chứa đựng linh sát đồ vật Lạc Hồng Yên, đem linh sát thả ở ngoài nguyên mãng một khối thiên thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bởi vì cái kia cứ điểm bị tào lão quái đột nhiên công kích, nàng lo lắng linh sát toàn bộ tử vong, mới có thể vội vã đi qua thăm dò. Kết quả bị cảnh giới cao thâm tào lão quái chân áp. Việc này, bởi vì phát sinh ở nguyên mãng toái địa bên ngoài, tào lão quái lại có ý định giấu giếm, cho nên người biết chuyện cực ít. Huyết nguyệt, âm linh miếu, tào lão quái, bàng kiên thấp giọng tự nói, trong mắt dần dần lộ ra tàn khốc. Bàng kiên, họ lạp nữ tử kia, nghe nói là huyết linh giáo dư nghiệt, huyết linh giáo trước kia thanh danh cũng không quá tốt tào lão quái đối với ta ngược lại thật ra rất khách khí nhưng ta thân phận địa vị còn là chưa đủ lấy để hắn đem họ lạc phóng thích mà lại còn dính đến huyết nguyệt cùng âm linh miếu ta thật sự là lực bất tòng tâm tới trước liền minh bạch thế cục thích thanh tùng cười khổ tỏ thái độ sau đó hắn liền lấy ra một kiện kiếm lâu đệ tử thường mặc áo bảo màu xanh lam phía trên còn có một cái kiếm lâu tiêu chí cái áo bảo này liền bị hắn đặt ở trên bàn gỗ, lại lấy một viên có kiểm lâu tiêu chí sáng như bạc lệnh bài đè ép. Tâm lệnh bài này có thể làm cho ngươi trở thành kiếm lâu đệ tử ngoại môn. Hai người chúng ta chỉ sợ đều cứu không được nàng, nhưng ta có thể mang ngươi an toàn rời đi nguyên mãng. Chỉ cần ngươi mặc vào cái áo bảo này, bên hông treo khối này ngân bài, mặc kệ trước ngươi cùng nàng quan hệ thế nào, ta đều có thể bảo đảm ngươi an toàn. Thích Thanh Tùng chân thành nói ra, triệu viện kỳ ngẩn người, nói xem ra, không cần ta dẫn tiến người đi hồng son. Nàng tại lúc đến trên đường cùng âng, hĩ tốt, nàng dự định lấy nàng tại hồng sơn thân phận, dẫn tiến bàng kiên tiến vào hồng sơn, dùng cái này để bàng kiên tránh cho trận này tai họa. Chu Khanh Trần cùng Hàn Đô Bình hai người, đã sớm nói với nàng rõ ràng, bàng kiên chỉ là đệ tứ giới dãy núi vắng vẻ thợ săn. Tại nàng còn không có gặp qua bàng kiên trước, nàng đáp ứng Chu Khanh Trần cùng Khương Lê, tương lai các loại bàng kiên hiện thân, liền lấy nàng thân phận tiến cử bàng kiên nhập hồng son. Lần này trùng hợp vượt qua lạc hồng yên xảy ra chuyện, chỉ cần bàng kiên không thèm quan tâm lạc hồng yên, nàng tự tin có thể đem bàng kiên an nhiên mang đi. Ngươi là ta kiếm lầu đệ tử ngoại môn, giết một cái huyết nguyệt tiên thiên cảnh chu nguyên hỉ, không có vấn đề gì lớn. Bất quá, ngươi ngàn vạn không thể cùng lạc hồng yên dính líu quan hệ, huyết linh giáo thật sự là quá nhạy cảm. Thích thanh tùng khuyên, ừm, huyết linh giáo tiếng xấu truyền xa, giáo hủy lúc đại khoái nhân tâm, người không nên cùng giáo này có bất kỳ liên lụy. Triệu viện kỳ cũng nhẹ nhàng gật đầu, hai người đi ra ngoài trước đi, để cho ta một người lặng lặng, ta cần chính mình suy nghĩ kỹ càng. Tâm tình nặng nề bàng kiên, biết được lạc hồng yên biến mất chân tướng về sau, đã nghe không vô hai người thuyết phục. Cũng tốt, thích thanh tùng tỏ ra là đã hiểu, hắn đứng dậy rời đi chiếc ghế, nói. Ta gần đây đều tại nguyên mãng, cái kia lệnh bài màu bạc có thể liên hệ đến ta, có việc ngươi liền cùng ta nói chỉ cần ta có thể giúp một tay ta quyết không chối từ nói xong hắn lại nhìn triệu viện kỳ một chút tiểu nha đầu để hắn lẳng lặng đi triệu viện kỳ không nói một lời dẫn đầu từ động phủ bước ra thích thanh tùng sau đó rời đi ra động phủ về sau hắn nhẹ nhàng đóng lại cửa đá với bên ngoài mấy người nói tâm tình của hắn không tốt hai ngày này đừng tới phiền hắn tới đây đã kết thúc tập này cảm ơn đã nghe hết tập này hẹn gặp lại tập kế tiếp